Nhất tâm định lệ đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính trình lễ chư Tôn Đức Thượng Trọ tất cả quý Phật tử. Có lẽ thường gọi tuổi siêu chưa vào kịp. Thưa vị, bài kinh đoạn thần ái đại kinh mà chúng ta học ngày hôm nay là một bài kinh dài mang rất là nhiều ý nghĩa quan trọng. Và vì vậy chúng ta đã trải qua hai buổi học, bao hôm nay ngày thứ ba, tuy vậy vẫn chưa hết, chúng ta còn một ngày nữa vào thứ tư. Riêng về ngày hôm nay chúng ta sẽ học hai đoạn, và qua hai đoạn này cho chúng ta thấy một điều rằng kiến chấp về thường kiến, điều mà chúng ta gọi là thường kiến, nó lại đi liền với cái mà chúng ta gọi là chấp ngã, hay chấp vào một cái tự ngã hằng hữu. Và chấp ngã đó tương đối là một điểm rất là tế nhị. Thì bài học ngày hôm nay cho chúng ta thấy được cái nguyên nhân và cũng như là những cái yếu tính để làm thế nào mình hiểu được cái sự liên hệ giữa chấp ngã và thường kiến. Đồng thời qua đó chúng ta cũng hé mở được một cái phương cách làm sao nào để phá vỡ chấp ngã đó. Mời cô Trung Quang Khỉ đọc lại, đọc cho hai đoạn trên, và sau đó thì chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Nguyệt vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng ý nghĩa của hai đoạn kinh quan trọng này. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Matthima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 38 Đại Kinh đoạn Tầng Ái. Mahatang Hasankhaya Sutta, phân đoạn 170 đến 171. 170. Chấp thủ thường kiến là không hiểu rõ những vấn đề trong nhận thức của bản ngã. Quan niệm về một bản ngã hằng hữu thường dựa trên những lập thuyết
về khiếp kiếp quá khứ như mỗi chúng sanh là một tự thể tách rời từ đại ngã, và kiếp tương lai như chúng sanh sẽ trở về lại với tự tánh ban đầu hay chân diện mục. Theo Phật Pháp thì một chúng sanh có thể được năm uẩn bằng sự quán sát ngay trong kiếp hiện tại, hiểu được những hiện tượng sanh diệt của danh sắc trong kiếp hiện tại thì không cần suy diễn kiếp trước hay đời sau. Đây cũng là ý nghĩa của giáo pháp với đặc tính được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thế gian, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được người trí tự thân lãnh hội. Kinh văn Tri kiến về ngã. Này các tỳ kheo, các ông nên biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo thời quá khứ và suy nghĩ, ta có mặt trong thời quá khứ hay không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? Ta trước kia ta là gì và ta có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Thưa không, Tập Thế Tôn. Này các tỳ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo thời vị lai và suy nghĩ, ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào? Ta trước kia là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nghi ngờ gì về mình trong thời hiện tại? Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? Hữu tình này từ đâu đến và rồi nó sẽ đi đâu? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nói như vậy, bậc đạo sư được chúng ta tôn trọng, chúng ta nói vì chúng ta tôn trọng bậc đạo sư. Thưa không, Bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nói như sau, một sa môn nói với chúng tôi như vậy, các sa môn khác cũng nói như vậy, và còn chúng tôi không có nói như vậy. Thưa không, Bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có tìm một vị đạo sư khác không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có trở lui lại các giới cấm, tế tứ đại tràng, đàn tràng của các tục tử sa môn, bà la môn và nghĩ rằng chúng là căn bản không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, có phải các ông chỉ nói những gì các ông tự biết, tự thấy, tự ý thức được? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, các ông đã được ta giới thiệu chánh pháp. Pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác hiểu. Này các tỳ kheo, pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác hiểu. Tất cả những gì đã nói là do duyên này mà nói. 171. Chấp thủ thường kiến là không hiểu rõ bản chất hằng chuyển trong một kiếp sống. Đây là một kiếp người với đầy đủ những hiện tượng luôn dịch chuyển, bất toàn và vô ngã, vì cấu thành do nhiều nhân duyên. Kinh văn vòng luân hồi từ sanh đến trưởng thành. Này các tỳ kheo, có sự hòa hợp mà một bào thai thành hình. Ở đây, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không trong thời có thể thụ thai, và hương ấm Gandhabha không hiện tiền. Như vậy, bào thai không thể thành hình. Ở đây, cha và mẹ có giao hợp và người mẹ trong thời có thể thụ thai, nhưng hương ấm Gandhabha không hiện tiền. Như vậy, bào thai không thể thành hình. Và này các tỳ kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp và người mẹ trong thời có thể thụ thai và hương ấm thể có hiện tiền, có ba sự hòa hợp như vậy thì bào thai mới thành hình. Rồi này các tỳ kheo, người mẹ trong 9 hay 10 tháng mang bào thai ấy, với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy,
Rồi này, các tỷ kheo, sau 9 hay 10 tháng, người mẹ sinh đẻ với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Khi đã sinh, người mẹ nuôi hài nhi ấy với máu của mình. Này các tỷ kheo, trong luật của Bậc Thánh, sữa của bà mẹ được xem là máu. Này các tỷ kheo, đứa trẻ ấy sau khi lớn lên, sau khi các căn đã thuần thục, chơi với những trò chơi dành cho các đứa trẻ như với các cày nhỏ, chơi khăn, chơi nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ đông bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ. Này các tỷ kheo, đứa trẻ sau khi lớn lên, sau khi được căn do mắt nhận thức, được thuần thục, thọ hưởng đầy đủ năm món dục lạc, các sắc do mắt nhận thức. Sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân cảm xúc. Các xúc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ích, kích thích lòng dục. Dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh tọa tự quyền từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Gia Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Thọ Minh Hạnh, Thượng Tọa Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Tri cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Chào Đại Đức Nguyên Thông, Đại Sư Nguyên Thông. Xin bắt đầu vào thời giảng. Arahan Samma Sambuddho Phakkawa Uttang Phakkawa Tang Abhiwa De Niso Kato Phakkawa Ta Thammo Thammo Namma Sami Subhati Vanno Phakkawa To Sawaka Sankho Sankhang Namma Ni. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân hữu ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguồn nhiều quy luật Tam Bảo thành giáo không còn chưa có Đức Tăng. Quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn Đức A Lạt trong chánh pháp. Giờ các bậc quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái bài kinh đoạn đại kinh đoạn tận ái. Ở đây và cái đoạn 170 và 171 171 là gọi là chấp thủ thường kiến, là không hiểu rõ những vấn đề nhận thức về bản ngã. Ai cũng vậy, luôn luôn chúng ta từ đâu đến, chúng ta từ đâu đến đây, rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Một chúng sinh luôn luôn mang một cái ưu tư, một cái sự lo lắng như thế. Kiếp sống của một chúng sinh là sự hội tụ của căn cảnh thức, sự hội tụ của sắc thọ tưởng hành và thức quấn. Dựa trên cái sự hội tụ bằng năm uẩn đó và được nối tiếp do khách quan và chủ quan của từng người, người ta nhìn thấy. Có một số người biết rằng, có một số người nếu học hiểu á thì họ biết được, còn không học hiểu thì họ hoàn toàn không suy nghĩ tại như thế này và như thế nọ. Kính thưa quý vị, cái con người chúng sinh á, quả thật chúng ta thấy dù cho có cao sang quyền quý như thế nào, nhưng họ biết rằng rồi sẽ không qua nổi cái chết, không qua nổi cái bệnh, không qua nổi cái già. Mình có mặt hôm nay là có một cái gì đó nó tương trợ từ quá khứ. Mình có mặt hôm nay nó là một, cũng như cái sự trợ tạo từng hơi thở này, từng cái tâm này, nó được tiếp nối từng cái cảnh vật, từng sự vật mà nó tiếp diễn trong quá khứ. Có một đoạn kinh
mình được nghe được ngày Xá Lợi Phất nói rằng đời sống của chúng sinh sẽ luôn luôn nó như là một cái tưởng tri, nó được tiếp nối, một cái tưởng tưởng tri nó được tiếp nối và cứ như thế chúng sinh mới tạo ra một cái bản ngã rất là lớn, tự cho rằng cái tâm thức, tự cho rằng cái mình là cái con người của mình đó, cái con người của mình, cái đó chính là một cái chấp ngã nó lớn. Mà tôi đi từ này, tôi đi qua nơi nọ, tôi từ kiếp này tôi qua kiếp kia, vân vân. Nhưng sự thật trên cái nhìn của Phật pháp á, nó chỉ là sự hội tụ của cái gì, của năm uẩn. Năm uẩn này nói chuyện với năm uẩn đó, năm uẩn là của năm uẩn của chúng tôi đang nói chuyện cho năm uẩn rất người nhiều có mặt ở trong room này. Chứ nếu như nói theo chấp ngã, tôi là sư tệ quyền nói chuyện cho sư tệ truy nghe, sư tính nghe, cho cô A, cô B, cô C đó nghe, thì cái tôi đó chính là một cái sự chấp ngã. Còn nếu như hiểu trên cái tinh thần Phật pháp thì chỉ năm uẩn được giao tiếp với năm uẩn khác, chứ không có một cái con người, có một chúng sinh, chẳng qua đó là chúng ta định vị thôi, chẳng qua là từ ngữ chế định thì cũng vậy, do cái sự hình thành, do một cái sự chấp ngã đó mà kiếp con người mới có một cái nhiều cái thường kiến nó hiểu sai, những vận thức, cái nhận thức nó xuyên qua cái bản ngã của mình là tôi được cái này nhé, nước ngoài thì tôi có vợ có chồng có con tôi thế này, sự nghiệp tôi thế kia, tài sản tôi thế nọ, và cái nhà tôi cái giường đồ thượng đất đai bất động sản một tiền tài khoản ngân hàng thì nói tất cả mọi thứ, thì chúng ta cho là cái đó của mình, thì bằng một cái nhìn chấp thủ thường kiến đó chúng ta tự cho nó là như vậy. Cho nên ai đụng vào chồng mình, ai đụng vào vợ mình, ai đụng vào con mình, ai đụng vào túi tiền mình rất là bực bội, vân vân, thì đó chính là một cái hiểu chấp mà nó mang tính thường kiến, bởi vì họ luôn luôn bảo bọc cho cái bản ngã của chính mình. Cho nên tại sao như chúng quý vị biết, nếu như chúng ta ai cũng tên, ví dụ ai cũng tên Quyền hết, ví dụ như đi, những điều nói tới tên Quyền Quyền, cái là nó có liên quan tới mình, chứ tự nhiên mình ngóng, cái ngóng đó nó do từ cái chấp thủ. Chứ sự thật ra cái tên nó cũng có đồng nhau, cái tên nó cũng có một cái đồng, ngay cả nhiều khi đồng họ đồng tên đó kia, những điều nó khác cái nơi cái địa phương thôi, ví dụ như vậy. Nhưng khi chúng ta nghe nói cái tên ta, hay là người ta nói những cái từ nó liên quan đến cái tên của mình, thì tự nhiên mình suy nghĩ về mình, thì cái đó nó mang tính cái chấp thủ nó quen, chứ sự thật ra là cái chỉ sự diễn tiến bình thường. Thì ở đó cũng như thế, cái sự chấp thủ này nó đưa ra nhiều cái nhận thức, mình đưa ra nhiều cái bản ngã cho chúng ta. Khi chúng ta đụng tới, hay chúng ta buồn, chúng ta mất mát này nọ, tất cả là cái sự khổ 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 não, cái sự đối, tức là chúng ta gọi là một cái bề trái, một cái mặt trái, hay là một cái sự bất tội nguyện của chính mình là như vậy. Nếu như cho rằng, nếu như cái này là của mình thì tại sao nó mất, tại sao nó không như ý mình, tại sao nó không được như cái muốn của mình, cái cầu mong của mình và cái thành tựu của mình. Cho nên chúng ta luôn luôn có một cái sự hoài nghi, có một sự thắc mắc. Mà vì cái vô minh và tham ái này nó che khuất chúng ta, cho nên chúng ta mới chấp ngã. Cái tham tà kiến này nó dẫn chúng ta mới chấp thủ qua cái thường kiến. Mà chúng ta tự cho rằng mình như thế này, tự ra xác định mình như thế kia, chứ sự thật ra chính ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật này dạy: con ta, tài sản của ta, người ngu suy nghĩ quấy, thân mình còn không có, con đâu, tài sản đâu.
Nếu như là xác thân của mình thì mình đâu muốn nó già, mình đâu muốn nó bệnh, mình đâu muốn nó chết. Nếu như là con của mình thì mình muốn đâu nó xấu, nó đâu có xấu, nó đâu có dở, nó đâu có tệ hại như vậy. Nhưng vì chấp ngã, vì chấp hố chấp ngã đó, cho nên luôn luôn chúng ta xem con mình đều là đúng, con mình là tốt, cho nên dù đúng dù sai, trên cái chấp ngã đó chúng ta cũng bảo hiện, cũng bảo vệ, cũng bảo biện những cái sai của nó, những cái không đúng của nó, chúng ta cũng che chở, chúng ta cũng làm ngơ cho qua hết. Thì đó chính là do cái gì? Do chúng ta cho rằng cái của chúng ta nó mới là tốt và cần phải được cái sự bảo hộ, cần phải được cái sự che chở. Còn chuyện của người ta thì kệ người ta, vân vân. Thế đây chính chúng ta thấy nó con của mình, tại sao nó không nghe mình? Mình kêu nó đứng mà nó đi, mình kêu nó học cái này mà nó học cái kia, mình kêu nó làm cái này mà nó làm cái nọ, mình kêu nó đừng 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 xa mình mà nó tại sao nó đi xa mình, mình kêu nó gần kề mình mà nó lại là tránh xa mình, nó vân vân. Hoặc là nó còn trách lại mình tại sao mình không hiểu nó không hiểu mình. Đó là một cái thực tế rồi, nó đã chứng minh là nếu mẹ nói rằng con là con mẹ, tại sao mẹ không hiểu con? Nếu rằng con là con của mẹ, tại sao con không hiểu mẹ? Cả hai nó đã lấn cấn rồi, nhưng điều mà chính vì cái chỗ mà chúng ta cho rằng đây là máu mủ của mình mang nặng đẻ đau, đây tức là giọt máu của mình, dòng giống của mình, cho nên vì vậy chúng ta chấp chấp ngã chấp thú, cho nên quý vị biết biết bao nhiêu là cái điều đau khổ. Rồi chính vì cái chỗ đó đó nó mới sinh ra nhiều cái sự đau khổ. Mà cái sự đau khổ này mà chúng ta thấy do cái gì? Do chính chúng ta có cái sự chấp ngã chấp thú vậy thôi. Mình đi đến đây với cái hình hài hình vóc này, cái thể xác này, mình đi đến đây với cái con người này, rồi cái con người của chúng ta nó là như thế đó. Tôi được coi như là đồng họ, tôi được coi như là danh dự, tôi được tốt đẹp như thế này như thế kia, thì cái đó nó không phải là một vấn đề, nó không phải là một vấn đề giải quyết. Mà không phải con người tốt đẹp được sinh ra do dòng máu đẹp, không phải sinh ra là dòng dõi tốt, hoặc là được mà cái dòng tốt đẹp, cái dòng dõi tốt đẹp hay là vua chúa quan quyền, mà chúng sinh sinh ra được tốt đẹp là do cái nghiệp duyên của mình thôi. Bởi vì nhiều lần ở trong kinh Đức Phật thì luôn luôn không có chấp nhận một con người mà sinh ra từ cái sự phân biệt giai cấp, cho rằng sinh ra là bà con của lèo dòng bà la môn, con của vua chúa sẽ là những người tốt đẹp, còn con của những người xá vệ nô lệ hay là con của những người thương gia, hay là con của những người làm công làm nô lệ là xấu xa. Hoặc còn Đức Phật không xác lập cái điều đó, mà Đức Phật nói không có một cái tâm hồn xấu. Xin lỗi, có những người ở trong là dùng loại dỗ thấp, nhưng cũng vẫn là có những tâm tư tốt, có những thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp tốt, sẽ là con người tốt. Còn nếu như sinh ra trong một dòng dõi cao xa quyền quý, vua chúa là bà la môn, nhưng đều tâm tư ác xấu, thì những con người đó cũng là những con người xấu. Thì ở đây chúng ta thấy chính từ cái chỗ đó cho đến Đức Phật không xác lập trên một cái định ngã, trên một cái định vị là con người tốt, mình dùng giống tốt sẽ sinh ra con người tốt, không có chuyện đó. Mà con người tốt hay xấu là sinh ra từ do nghiệp của chính họ được tạo tác, từ thiện tâm. Cho nên vì vậy chúng ta luôn luôn suy nghĩ về quá khứ, về tương lai. Quá khứ ta có mặt như thế nào, hình vóc ra sao, và tương lai chúng ta sẽ như thế nào, tại sao hiện tại này như thế này, vân vân. Chúng ta luôn luôn trách cái ông trời, tại sao tôi như thế này, tại sao tôi như thế nọ. Nhưng kính thưa quý vị, trời có tạo ra ta, chính tự tao tạo, ta tạo ra ta, hình hài thể xác này
tạo cho ta tài sản này, cái sự sống này là tốt đẹp hay là xấu. Chính chúng ta tự tạo cho ta một cái cảnh giới hay là một điều kiện là chính tự chúng ta tạo thôi. Cái sự trợ tạo đó từ quá khứ cũng như là ngay trong kiếp hiện tại này, chúng ta có một cái sự chuyên cần, có một sự tinh tấn, có một cái sự siêng năng, có một cái sự vượt thoát, có một sự cải đổi là cũng do chính mình. Cho nên không phải là cái số, bởi vì cái số mệnh, bởi vì nếu mà bởi vì cái bản ngã cho nên không phải chấp nhận cái số mệnh, cái số mệnh, cái số mệnh mình phải như thế này, cái số mệnh mình phải như thế kia. Do ông trời, do cái định mệnh đã được sắp đặt, thì đây chính là tinh thần của Phật Pháp, không có nói đến chỗ đó, không có chấp nhận cái tinh thần đó. Quý vị nhớ rõ như vậy. Mà Đức Phật nói chỉ là cái gì? Do một sự hội tụ của nhân quả, của nhân duyên. Vậy đặc biệt tức là do nghiệp quả của chính mình. Quý vị thấy tại sao không ai giống ai? Ngay cả hai người sánh đôi, chúng ta thấy giống, nhưng mà trong đó nó cũng có cái khác, chứ không phải là giống giống như khuôn đúc. Chúng ta cho là khuôn đúc đó, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái những cái điểm gì biệt. Số cân và cái số chiều cao nó cũng sẽ khác khác nhau. Do cái gì? Do cái tâm nó dị biệt, sắc nghiệp, sắc tâm. Tâm nó dị biệt, sắc tâm dị biệt, nghiệp dị biệt, sắc nghiệp dị biệt. Dạ, chúng ta quý vị thể hiện sắc pháp này khác khác nhau đó. Do tâm khác nhau. Do tức là do cái gì? Do cái năm uẩn của người đó nó khác nhau. Mà đặc biệt tức là thọ tưởng hành và thức uẩn nó dị biệt, cho nên đưa đến cái sắc uẩn cũng dị biệt. Đây là giá trị sự thật. Dạ, từ cái chỗ đó cho nên khi mà chúng ta cho rằng chúng ta cái hình vóc này, vì trước kia ta là cái gì mà bây giờ ta có hình thái như thế này và ta có hình thái như thế kia, thì sự thật ra chỉ có cái nhìn của cái gì, của Phật lực, cái trí tuệ của Phật lực thì mới nhìn được pháp giới chúng sinh này, các loại hữu tình này. Tại sao sinh ra trong cuộc đời có sự dị biệt đời nào kiếp nào và cho tới hiện tại này, truy tìm về quá khứ, thì ngay khi đó chính là một điều mà chúng ta cần phải nhớ. Và chúng tôi cũng thường nói rằng tại sao luôn luôn mình suy nghĩ mà mình không nhớ tại về kiếp trước. Ở cái chỗ đoạn này nó có liên quan tới cái chỗ đoạn 173 này. Nhưng chúng tôi chỉ nói sơ qua chứ chúng tôi không giảng dạy trên cái đó, nhưng nói chẳng là qua nói xuyên qua thôi. Quý vị có biết là từ đâu mình đến đây vậy? Không biết. Rồi tại sao mình không nhớ trừ từ về tiền thân? Đây do chính do cái này, do chấp thủ thường kiến, do cái bản ngã này mà nó che khuất chúng ta, do tham ái mà nó che khuất chúng ta. Cái sự hội tụ, cái điều kiện hội tụ của cha mẹ gặp nhau, cái thời tiết và đúng cái thời thụ thai, tức là chúng ta nói là đúng cái thời mà thụ thai đó, và nó có do độ đủ cái yếu tố của vật lý, yếu tố của sinh lý và của vật lý, nó hội tụ đủ điều kiện, và cuối cùng tâm lý đây tức là yếu tố của thức nó nhập vào thì tạo thành một cái thái bào. Mà cái thái bào đó chính khi bắt đầu sinh ra chúng ta, có chúng ta có mặt là định danh là nam tính hay nữ tính đó, khi mà đã được hội tụ là sắc nam sắc nữ rồi, bắt đầu 9 tháng 10 ngày uống từng cái dòng sữa mẹ, uống từng cái máu thai bào của mẹ đó, thì bắt đầu chúng ta biết là chúng ta ra đời. Khi chúng ta ra đời thì kính thưa quý vị, sự thật ra nói khóc tiếng khóc chào đời, cái đó là chẳng qua thứ đó đi, tức một đứa bé đi qua nó cảm giác được một cái tứ đại này nó bất hòa, do cái thân nó cảm thọ khổ thì nó phải khóc lên. Và khi nó khóc lên như vậy thì bắt đầu từ đó có vòng tay của mẹ, có hơi mùi của mẹ, và đứa bé đó nó được lớn lên do dòng sữa mẹ hay là yếu tố của vật lý, tức yếu tố của vật thực.
thì bắt đầu có thể có cơm sữa bánh trái gì đó, nó rồi nó lớn lên. Khi nó lớn lên thì cái hương vị một ngày nó chỉ biết mùi mẹ, sữa mẹ, biết người cha, biết người thân con xung quanh đó. Rồi lớn lên nữa, bắt đầu nó đi học, nó biết được bạn bè, rồi nó mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, và nó tiếp xúc với cảnh hiện tại. Và thế là cảnh hiện tại đó bắt đầu khải khởi sanh, nó vừa lòng, khải khởi khai lạc nó khởi sanh. Và khi khải khởi khai lạc khởi sanh thì kính thưa quý vị, bắt đầu nó lớn lên, nó thích cái này, nó ghét cái kia, thì nó đâu còn đủ cái thời gian mà nó nhớ cái gì trong quá khứ đâu. Và không có, nó đóng lại tất cả là do cái gì, do ái nó che khuất, do vô minh nó che khuất, ái che khuất, chứ nó không nhớ nó là cái gì cả, mà nó mặn ngọt chua cay đắng ghét gì đó là nó cứ nhập cái đó. Và đây là giá trị thật đúng không vị, hoàn toàn biết gì đâu. Cho đến khi nó buồn, cho đến khi nó vào đời, cho đến khi nó bất tội nguyện, cho đến khi nó không được hài lòng, đầu nó luôn luôn khắc khoải, luôn luôn đau thương, nó luôn luôn là trách móc như thế này như thế nọ. Nhưng sự thật ra chính là do mình, chính là do vô minh và tham ái nó che khuất, cho nên chúng ta không nhớ gì từ tiền thân cả. Chứ nếu như chúng ta nhớ tiền thân, chúng ta từ địa ngục sanh lên, chúng ta từ bàn sanh, chúng ta từ ngã quỷ, chúng ta từ tất cả mọi thứ, thì không có ai dám làm ác hết. Mà chính vì vô minh nó che khuất, cho nên hãy ái tham khởi lên, chạy theo ái tham, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cái cảnh trần đó chúng ta bị dính mắt, chúng ta bị dính mắt ngay, chứ không có thể nào mà đến để mà thấy được. Thì khi một người đệ tử Phật á, khi một người đệ tử Đức Phật thì dạy hãy thấy, hãy đến đây để mà thấy cái gì, thấy tất cả pháp nó vô ngã, thấy tất cả pháp chẳng qua chỉ cầm nắm đó, tức là chúng ta do hiểu biết sai lầm mà chúng ta cầm nắm. Hãy nhìn thực tướng các pháp, nó chịu cái sự hoại diệt, nó chịu cái sự lưu chuyển của sự vô thường, của sự khổ não, của sự vô ngã, do nhân duyên nó hội tụ. Hôm nay chúng ta gặp một vị cũng là nhân duyên, và ngày tuần sau chúng tôi không gặp lại quý vị cũng là nhân duyên, hay một tuần sau có thể gặp lại là nhân duyên, rồi chúng tôi sẽ không bao giờ gặp quý vị và quý vị sẽ không bao giờ gặp chúng tôi. Bởi vì ngày mai, liệu ai sống tới ngày mai, và ngày mai từng cái sự diễn tiến trong cuộc đời nó là như thế đó, nó bị cái sự vô thường của cái gì, của sắc thọ tưởng hành và thức quẩn này, vô thường của công nghiệp lực, vô thường của cái duyên trong cuộc đời. Chúng tôi đang nói ở đây, bây giờ nó mất đi cái mạng, nó cúp điện, hay là chúng tôi có thực, có những cái nghiệp tử nó đột sinh đến, cái chướng nghiệp nó xảy ra là như thế đó. Mà hiểu biết tất cả pháp nó vô thường, chẳng qua làm sự hội tụ, cũng như gặp gỡ hôm nay mà chúng ta cho, thường thường chúng ta nói về nó rất là hay, mà cũng đúng như thế. Kiếp sống này, đời sống này nó là một quán trọ, tất cả chúng ta dừng chân ở quán trọ cuộc đời để gặp nhau, để thấy nhau. Không có quán trọ thì ở không ở lâu được. Có những người mà 5, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, nhưng không ở có thể nào ở ngàn năm muôn kiếp được. Rồi chúng ta phải xa, phải ra đi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái sự tình gặp nhau trong cõi vô thường nó là như thế. Thì biết là nó giả, nó tạm, mà vẫn thương tiếc hoài. Bởi chính không thương tiếc hoài đấy là chính chúng ta chấp cái bản ngã, chấp cái ta đó, cho nên thương tiếc hoài. Chứ sự thật ta hiểu được một cái lý rõ của cái bản ngã, thì kính thưa quý vị, bởi thật chúng ta sống nó mất kinh hô lắm. Kể nó làm gì là không thành vấn đề gì cả. Tức là chúng ta sống một cách, tức là nó hơi nhẹ nhàng. Mà chính vì cái chỗ mà chúng sinh đó, chấp ái quá, cho nên họ sống muốn sống tình cảm, phải muốn sự chăm sóc, sự lo lắng. Còn nếu sống mà lãng quên đó, thì người ta trách. Nhưng cái thứ người bị lãng quên là lãng quên, quên mọi việc để chúng ta tiến tu kìa, chứ không phải chúng ta lãng quên để chúng ta chạy theo một cái cách sống, một cách làm việc của chính mình.
mà lãng quên tất cả những người xung quanh thì cái điều đó cũng sai. Nếu như mà chúng ta lãng quên đi, để chúng ta một mình, để chúng ta đối diện với chính mình, để chúng ta tu tập, để chúng ta có một cái sự thực hành cái pháp giác ngộ thì cái điều đó không nói. Nhưng nếu chúng ta, nếu như chúng ta mà không hiểu biết được, chúng ta cứ lãng quên, thì đây là một cái sự sống mà không có cái tình, không có cái nhân cách, không có cái tình. Thì cái thứ vì nếu chúng ta hiểu rõ về cái thường kiến mà chúng ta không hiểu rõ cái bản chất của nó là, thì nó hết sức là mệt mỏi. Bởi vì các pháp nó thuộc về bất toàn, đúng vậy, nó là vô ngã, nó được cấu thành duyên hợp và duyên sinh. Mà duyên có mặt, duyên sinh nào có mặt thì thời cái đó cũng duyên diệt có mặt. Đó là sự thật giới vị thở chúng ta đó, là cái duyên hợp của chúng ta có mặt ở kiếp người này, từ thai bào của người cha người mẹ nó phải có cái sự giao hợp, có cái tinh cha huyết mẹ phối hợp, và nó có cái ganh thất bá đó, tức là nó hội tụ cái yếu tố, cái điều kiện của vật lý, của tâm lý, quý đó, tức là yếu tố của ngay cái thời lúc mà người mẹ có thể thụ thai được, mà ngay khi đó có tinh trùng của người cha phối hợp ngay lúc đó, và nghiệp thức bắt đầu dựa vào để sản sinh ra và kính thưa quý vị, tự nhiên chúng ta nghe nói đó, tức là có cái hương ấm hay là có cái hiện tiền này, tức là khi có cha mẹ giao hợp và trong cái thời kỳ mà thụ thai, tức là nói thức phối hợp đó quý vị, cái thức đó, hay là cái tức là có đúng cái thời điểm, đúng cái thời lúc đó đó, thì bắt đầu một chúng sinh sẽ thọ thai. Mà khi một chúng sinh thọ thai như vậy thì mẹ nó phải mang thai 9 tháng 10 ngày. Và thai bào đó lớn từng ngày do cái gì? Do cái máu, hay là chúng ta nói do cái nhau, tức là sự thật ở trong lòng mẹ đó, tức là do cái máu huyết của mẹ trong lòng chúng mà bắt đầu nuôi cái hài nhi đó, nuôi một cái thai bào đó để nó lớn lên. Và khi đó nó sanh ra, thì trong cái đó rất là hay, dòng sữa mẹ mà chúng ta đã uống trong luân hồi hơn là 47 đại dương, thì máu của mẹ đã truyền qua cho ta. Cho nên con người người luôn luôn nhắc tới mẹ, dầu nam hay nữ, sẽ cắt quả, sẽ đau thương, sẽ nhớ về điều đó. Tại sao? Ai nuôi dưỡng mà chúng ở trong cái như là cái báo hiếu đó, tức là chúng ta gọi là 9 tháng cu mang, 3 năm bú bốt, 9 chữ cù lao, nó như thế đó. Thì ở đây thì khi đứa trẻ đó bắt đầu có mặt xuất hiện ở trong cuộc đời, khi đứa mẹ trẻ có mặt xuất hiện trong cuộc đời, thì chúng ta thấy nó chính là một điều mà có một đứa trẻ nó khởi sinh lên, có một đứa trẻ khởi sinh lên như vậy, thì chúng ta mới thấy bắt đầu nó lớn lên từng ngày, nó lớn lên từng giờ, mà từng ngày từng giờ như thế. Rồi chúng ta, cái đứa trẻ đó, ở trong kinh nói rất là hay, bắt đầu đứa trẻ đó bắt đầu nó chơi đùa, nó chơi, nó nhào lộn, chơi bánh, chơi đũa gì đó vân vân. Và đó, thế là bắt đầu nó cảm xúc của mùi hương, đây cảm xúc của các dục lạc, sắc thọ tưởng hành thức, nó bắt đầu khai thị cái lạc, nó nhận thức được, mắt bắt đầu cảnh thức, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị. Thì mà nó có ái khởi cái lạc, nó khởi sanh lên thì tạo cho các lòng dục nó khởi sanh. Thì cái thứ mình quên, không biết gì, không biết từ đâu đến đây giờ sẽ đi về đâu, hoàn toàn không biết, nghe quý vị nhớ rõ nha, hoàn toàn không biết gì hết. Và vì như vậy
Cho nên đây là một điều mà chúng tôi rất là thích chỗ đó. Khi mà khi mà nói đến đây mới nói rằng tại sao mà mình không nhớ về tiền thân, bởi cái ái tham trong hiện tại này nó che khuất cái chân rồi, chúng ta không có nhớ, không có nhớ về tiền thân đâu quý vị, không biết ở tại sao mà mình ra đời, tại sao mình có mặt trong cuộc sống này. Và khi mà cũng như là chúng ta nhớ cái câu nói này nó rất là hay, nó cũng là thực tế như vậy. Cho nên mà biết câu nào xưa của ai mà ngài Tâm Hiển ngài nói cái câu đời máu lệ tràn đầy phái mắt, ngàn đau thương mới đổ về chùa. Cái chùa đây á, là người ta nói về cái sự đau thương, cái buồn phải vậy, mà nói rằng cái chuyện tang thương, cái chuyện buồn khổ họ mới tìm về với Phật pháp. Tại sao như vậy? Bởi vì khổ họ không có cái tiếng nói, không có sự, không có lối thoát, không có con đường đi. Thì cũng như thế đó, họ mới hướng tâm, họ hướng tâm tới bắt đầu họ nghĩ buồn quá. Thì lúc đó thì pháp Phật nó là một phương lương diệu dược, nó chỉ cho họ. Cũng như bây giờ nó ái tham ái sắc hết trơn rồi, nó sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nó đang đầy đủ á, thì nó không nhớ gì trơn. Nhưng nó bất tội nguyện, nó được tội nguyện, nó được giàu có, nó được danh vọng địa vị, những cái gì tay trong tay nó cầm nắm một cách tức là đầy đủ và vững vàng. Nhưng một khi mà nó trôi xa tầm tay giới, trôi xa tầm tay của nó, mất đi những gì mà nó đang có, đang nắm. Có khi bố mẹ đã mất, nhiều khi người thân mất là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là con, hay cả tài sản. Thì lúc đó họ mới quay về, họ mới sực tỉnh ra. Thì khi sực tỉnh như vậy, thì đây cũng kính thưa quý vị, thì dường cũng như thế đó. Khi mà con người chúng ta biết được, thì lúc đó đã muộn rồi. Cứ chạy theo cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, đến khi mà dừng lại, khi con người đã già cả, khi con người đã rã rời, khi con người đã bệnh hoạn, khi con người gần sắp chết, họ mới thấy, họ mới hiểu. Khi đó thì không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Và lúc đó đó thì chúng ta thấy vào cuộc đời này, chính cái ghét cái thương, cái đúng cái sai của chính họ, cái ghét cái thương của chính họ, cái thích và cái không thích, nó đã không đủ thời gian để họ nhớ về tiền thân nó là cái gì. Từ cái vừa lòng, cái không vừa lòng, từng cái chấp, từng cái được và được, cũng như là cái mất, nó sẽ trôi chảy, nó sẽ là một cái hàm xúc liên tục trong cuộc đời chúng ta, để cho chính chúng ta không thể nào không có thể nhớ được. Bởi vì kính thưa quý vị, nếu chúng ta nhớ thì tất cả chúng ta sợ, chúng ta tu, chúng ta giác ngộ, cho nên là không có sự khổ đau trong cuộc đời. Đó, chúng ta nhớ. Do có vô minh mà nó do có gì? Có hành. Hành đây tức là vô minh đây tức là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, không hiểu biết về khổ, nguyên nhân sanh khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đến sự chấm dứt khổ, mà tạo ra cho đến hành. Phúc hành, phi phúc hành và bất động hành ở các cõi dục, ở các cõi sắc giới, các cõi vô sắc giới, làm việc thiện ác sản sinh từ cái vô minh này để đưa đến cái thiện ác, từ cái thiện ác của hành này nó duyên cho thức quả tái tục. Thức ở đây chính là chúng ta nhớ là thức tái tục, 32 quả thức tái tục. Thức này nó duyên cho danh, nó duyên cho sắc, hay thức duyên cho cả danh sắc ở ngũ uẩn. Có những thức duyên danh mà không duyên sắc, đó tức là ở cõi vô sắc. Mà thức duyên sắc mà không duyên danh, đó chính là ở cõi vô tưởng. Thức duyên danh sắc ở cõi ngũ uẩn. Rồi danh sắc này, từ có danh sắc này, tức là có năm uẩn này, nó duyên cho năm cái nhập này, hay năm cái cửa dẫn vào này. Và chính cái có nhập này thì có xúc này. Mà đời sống của chúng sinh là một liên tục của xúc. Xúc do, tức là cái đó là gì? Lục nhập này nó duyên cho lục xúc. Có năm cái cửa, có năm chỗ này, nó mới có năm cái kết quả của xúc. Ở đây là thế nào là xúc? Đó là sự giao thoa, sự gặp gỡ của căn cảnh và thức có xúc hiện. Xúc vừa lòng khải khởi cái lạc, tâm khởi sanh lên vừa lòng, xúc không vừa lòng, tức là cái chính là
từ cái chỗ mà xúc này nó duyên cho xúc, duyên cho lục nhập, duyên cho xúc, duyên cho duyên cho thọ. Khi mà gặp cảnh mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thì nó sẽ có cảm thọ vui không vui, vừa lòng không vừa lòng, tức là cảm giác của nó chính là lạc thọ, hỷ vui hay là buồn. Từ cái thọ này, từ cái thọ nó duyên cho lục ái, lục xúc duyên lục thọ, lục thọ duyên lục ái, tức là mắt bắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng mũi ngửi mùi, thân xúc chạm lưỡi nếm vị, tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, ý thọ này nó duyên cho sắc mắt, tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý ái, và nó cũng duyên cho lục thủ. Từ cái chỗ đó vừa lòng khái khệ cái lạc đẹp đẽ đó, nó duyên cho, nó duyên cho lục ái, chấp thủ, vừa lòng, vừa lòng với cảnh, hưởng thụ cảnh, cái trạng thái của ái đó, hài lòng với cảnh đó, và thế là nó bảo thủ, nó gìn giữ, đó chính là lục thủ. Chính cái lục thủ này giữ mà nó không thể tồn tại được, đấy chính là hiện hữu bản ngã. Từ cái ái này nó đưa qua cái thủ, hiện hữu bản ngã, cho nên mới chấp giữ, mới chấp giữ. Mà chính từ cái chỗ chấp giữ ngay cái chỗ ái thủ này, kính thưa quý vị, tất cả sự hội tụ của năm uẩn này, của sắc thọ tưởng hành và thức uẩn này, bị cái gì? Bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã của danh và sắc này, tức là có cái sanh có cái diệt, nó khởi sanh và thế là nó mất đi, nó không tồn tại. Muốn giữ mà giữ không được, muốn bảo thủ mà thủ cũng được, muốn muốn tồn tại mà không tồn tại được, và nó phải biến diệt, nó mất đi, thì ở đây muốn có, nó thì thế là sanh hữu nghiệp hữu lại có mặt. Mà sanh hữu nghiệp hữu có mặt, thế là có gì? Già chết sầu bi khổ u não có mặt trong cuộc đời. Và cứ như thế, nó vòng quay, nó biến chuyển từ cái sanh cái diệt, từ cái chỗ mà chúng ta thấy rồi đó, một đứa trẻ coi như là trong thai bào, sau khi nhập vào thai bào đã đầy đủ yếu tố và nó ra đời, và nó chơi vui vui đùa vô tư như vậy, nó lớn lên và có mắt tai mũi lưỡi thân này, bắt đầu nó đi học, nó giao tiếp với bạn bè, thấy bắt đầu nó thương, bắt đầu nó yêu, nó mến, nó thích cô sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc này, và nó cứ chạy mãi cho đến một lúc nó lớn, bắt đầu nó già, cái sắc pháp này nó biến, cái sắc pháp này nó mất đi, tức là cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức này bắt đầu nó biến, nó diệt, và chúng ta phải đối diện với cái mất mát đau thương, với cái những cái vừa lòng không vừa lòng, vân vân. Và từ chỗ đó thì kính thưa quý vị, tất cả chúng sinh nhiều khi chúng ta nghiệm suy lại, nghĩ kỹ lại đó, chỉ là chữ thế thôi. Đúng là Trịnh Công Sơn nói đúng, ở trọ trần gian thôi. Trịnh Sơn lấy cái ý niệm vô thường của Phật, chúng ta đã ở trọ trần gian thôi, ở trọ trần gian một ngày hai ngày, hoặc có những thai bào không có ở trọ được trần gian, ở trong thai bào thì chết trong thai bào rồi, rồi ra đời được một ngày hay là một tháng, một năm, rồi trăm năm, thì kính thưa quý vị, chẳng qua là ở trọ trăm năm thôi. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta biết, chúng ta hiểu được như vậy, mà một trăm năm đó đó, cuộc kiếp con người nó chỉ bằng có một ngày hai ngày của ở cõi tứ đại thiên dương hay cõi đau lợi. 50 năm của kiếp người là một ngày của cõi tứ đại thiên vương, 100 năm của kiếp người là một ngày của cõi đau lợi, của cõi đau lợi. Và cứ như thế khi nó càng tăng lên, kính thưa quý vị, chúng ta chỉ sống từng hơi thở của những kiếp cao à, từng phút giây của những kiếp cao cao ở trên các cái cõi trời sắc giới. Cho nên nó nhanh lắm, nó vô thường nhanh lắm, nhanh lắm. Mới ngày hôm qua và ngày hôm nay nó đã là khác. Nhưng chúng ta đâu có biết rằng, chúng ta lớn, chúng ta già. Nhắc đến này kêu sư trưởng à, có một lần sư trưởng kêu chúng tôi, nó hồi sư tự quyền, sư làm cái việc này cho tôi
Còn hồi nhỏ là một đô làm này thật sự. Chứ tưởng nhiều ai đi chứ là lớn lớn như con làm. Con nhỏ con làm này xuống được. Thì sư tưởng cười sư tưởng cười này nhiêu tuổi rồi. Chúng tôi nhớ lúc đó chúng tôi 46 tuổi, con 4 tuổi, 35 tuổi, 30 tuổi đời. Tôi nói cho sư nghe, tôi đã làm cái chuyện này rồi. Bây giờ sư 46 tuổi thì sư còn nói là sư làm được là sao? Mấy ông cứ nghĩ mấy ông cứ nhỏ 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 hoài, mấy ông lớn hết trơn rồi, mấy ông đừng có còn là mấy ông nhỏ. Sự thật ra có đôi khi mình cứ nghĩ rằng mình còn trẻ, mình còn trẻ, mình còn nhỏ lắm, nhưng sự thật ra mình đã lớn, mình đã già. Nói gì phải là tự cho mình già, là mình hay ho, không có chuyện gì hay ho cả, nhưng điều mà cái chúng ta tránh né nó là vậy đó. Chúng ta tự cho rằng mình còn trẻ lắm, giờ mình trốn tránh né, nhưng điều sự thật ra có những lúc đạp thắng chúng ta lại, có những lúc người ta dỗ mình giật mình, à thì ra như thế rồi. Rồi còn ở trọ trong cuộc đời này 10 năm, 20 năm nữa là hết. Không biết được 10 năm, không biết được 1 năm, không biết được 1 ngày. Đó là tùy theo cái nghiệp duyên của mình nữa. Nó thật như vậy đó quý vị. Tối nay nằm xuống biết ngày mai có thức dậy hay không nữa. Hay là chưa tạm biệt đã đi, cô như đã đi qua cái nhà trọ khác rồi. Đi qua cái nhà trọ khác là sự thật. Chúng tôi muốn nói là đi qua cái nhà trọ khác là như vậy đó. Để nói cái gì? Để nói đến cái sự vô thường, nó lên cái sự khủng khiếp ở trong cuộc đời. Mà nếu như chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta biết trân quý cái giá trị hiện tại này. Cái lời Phật dạy cho chính chúng ta chính là biết trân quý. Biết trân quý những giây phút hiện tại. Bởi vì những giây phút hiện tại này, tất cả chúng ta đã đang có nhiều điều tốt đẹp. Đã đang có nhiều điều tốt đẹp này để chúng ta tu, hay để chúng ta làm các thiện sự, để chúng ta tạo cảnh giới tái sinh cho mình, để chúng ta tạo con đường đi cho chính mình, để chúng ta tạo một cái dị thục ở trong tương lai của tất cả, của mình hay là của người. Mình, bởi vì mình tin nhân quả thì mình sống đúng, ăn ở có, mình làm những cái điều lành, làm những cái điều tốt, tránh xa đi những cái điều ác, thì quả lành quả ác tới chúng ta thôi. Chứ còn bây giờ tại sao cái số của tôi như vậy, tại sao người này cho tôi không ai cho tôi, mà chính là thượng duyên thượng nghiệp của chúng ta làm, chứ không ai làm cho ta. Kính thưa quý vị, không ai làm cho ta tốt, không ai làm cho ta xấu, mà chính tự chính chính chúng ta đó. Và trong kinh Pháp Cú Kinh đó cũng nói như vậy, nó không ai làm cho ta là chúng ta xấu, chúng ta ác, chúng ta tốt, chúng ta gì, mà chính là do tâm mình hướng tránh hay hướng tà. Là không là bà con, không là quyến thuộc tạo cho mình được tránh được tà, cũng như cha mẹ sanh ra ta ra. Chứ cha mẹ không thể sanh con người có cái tâm tánh tốt đẹp. Và không phải cha mẹ sanh ta ra là con người của ta nó tốt, là nó xấu, không phải do cha do mẹ, chính do cái nghiệp của chính mình. Đó không phải do bà con, không phải do quyến thuộc mà tạo cho ta cái tránh cái tà, mà do chính tâm của ta hướng tránh hay hướng tà từ trong quá khứ. Ngay cái chỗ đó, chính khi chúng ta hiểu cái tinh thần nó như vậy đó, thì khi tất cả những cái gì nó sự hiện hữu của chúng ta, đó là sự hiện hữu một cách đầy đủ, một cách hiện hữu của tất cả nhân và quả. Tại sao mà ngày xưa đó như đã quen nhau từ thở nào rồi, gặp nhau không muốn rời xa nhau, dù một bước, dù một giây, dù một phút. Nhưng ngày tại ngày hôm nay, người là ác quỷ đại đọa, coi như là đầy đọa cuộc đời tôi, vân vân. Thật sự như mà khi nó hết duyên rồi thì bao nhiêu nỗi khổ niềm đau và nó xuất hiện. Mà khi mà nó thượng duyên thì tất cả là màu hồng. Màu hồng hiện hữu, màu hồng hiện khởi. Mà khi màu hồng đó nó không còn là do nó hết cái duyên thì cũng vậy nè. Chứ nó mới chấp thú. Nếu mà không biết của nó, thí dụ như bây giờ nó đây là vợ của mình, đây là chồng của mình, bây giờ vợ của mình đi theo một người, một thằng đàn ông nào, vợ của mình đi theo chồng của mình đi theo một cái ả nào, cái bà nào, cái tự nhiên cái mình khủng khiếp. Tôi không ngờ
ngờ quả không ngờ, không ngờ ổng như vậy, không ngờ quả như vậy. Sự thiệt ra nó là như thế, chứ nó hết duyên. Nhưng điều mà tại sao mà coi như là vợ hứa với chồng là coi như sẽ chăm nhau suốt đời, chồng hứa với vợ không bao giờ bỏ vợ, nói đúng cái tinh thần đó không với nhau như vậy, nhưng nó được tự tạo được hay không là do cái duyên. Cái duyên này, cái duyên của quá khứ và cái duyên của nghiệp hiện tại nữa quý vị. Hiện tại nếu con người mình không có đàng hoàng, không có tốt đẹp, thì mình cứ linh tinh lang tang do ai đây? À, chính ngay cái hiện kiếp này, mắt tai mũi lưỡi thân ý này không có phòng hộ, không có thu thúc, không có rõ ràng, không có tốt đẹp, thì toàn bộ khổ lụy mới sẽ xuất hiện. Chứ đừng có nói cái nghiệp, cái duyên, cái nghiệp, cái duyên, đừng có đổ thừa tất cả tận nhân lực mới đi cái nghiệp quả. Thì cũng như thế, chúng tôi muốn nói như vậy để Hồng nói cho quý vị nghe rằng một cái chấp thủ, cái chấp ngã của chúng ta đã sai lầm. Tại như thế này, tại như thế nọ, ít nhất cái đời sống tâm tư tình cảm phải có sự chăm sóc, phải có sự hiểu biết, mà không chăm sóc thì nó mất. Trong cuộc đời đó là vậy. Thì cũng như vậy, khi chúng ta, tại sao mà chúng ta chấp, khi nào chúng ta lo hết khả năng, khi đó chúng ta cảm thấy rằng nó cũng vẫn không có thể được, thì chúng ta mới nghĩ về cái nghiệp quả để chính, để chúng ta không phải chấp ngã. Tất cả chúng sinh là do cái duyên sinh, cho nên nó già chết sụn bị khô não, do cái duyên nghiệp cho nên nó cứ tiếp diễn tiếp diễn. Đời sống của chúng ta tất cả là cái nhân quả liên tục liên tục liên tục. Cái nhân quả thiện của ngã bất thiện, cái vui cái buồn, cái vừa lòng không vừa lòng, nó đều là một cái dòng chảy của nhân quả liên tục liên tục. Là dần hay là một cái sự vận hành của chúng ta gọi là patichisamuppado vayathammo, tức là cái vô minh có mặt thì hành có mặt, hành có mặt thì thức có mặt, danh sách lục nhập xúc thọ ái thủ hữu có mặt. Mà nếu như vô minh không có thì thời không có hành, vô minh có mặt thì minh không có mặt, mà minh có mặt thì không có vô minh, vân vân. Tất cả là một tiến trình mà nó dẫn dắt cho chúng sinh đi từ đời này qua kiếp nọ. Do chính vì cái gì? Do bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất kỳ đạo, vì vô minh này che khuất tất cả. Nếu như chúng ta biết yêu nó là phủ phạt thì chúng ta đâu có yêu. Nhưng tại sao yêu? Bởi vì ái làm nhân, vô minh làm nhân cho nên mới yêu. Nếu mà tôi biết ổng vậy, nếu tôi biết bả vậy từ đầu, tôi đâu có. Nếu biết vậy thì tất cả đâu có đau khổ. Nếu tôi biết con tôi vậy, nhưng tôi biết đời sống của gia đình, cái đời sống của tâm tư tình cảm như vậy, tôi thà tôi không yêu. Mà một Phật biết như vậy, tất cả thành Phật hết trơn rồi, còn gì khổ đau trong cuộc đời này. Bởi vì cái chữ mà vì tôi không biết đó, mà luôn luôn than thân trách phận, luôn luôn than thân trách phận, kính thưa đại chúng, chứ không phải là họ không phải hiểu biết giác ngộ đâu, mà luôn luôn than thân trách phận. Và chính cái than thân trách phận này là một sự khổ đau trong cuộc đời. Cho nên vì vậy, biết mà buông bỏ, biết mà xả ly, biết mà hiểu để mà thấy cái sự vận hành của các pháp, nó chỉ là do nhân quả trợ tạo, nhân quả tìm kiếm, hả không? Quý vị nhớ, đời sống của tất cả chúng ta là một đời sống của sanh hữu, đời sống của chúng ta là một đời sống của tưởng tri, đời sống của chúng ta là đời sống của cảm thọ. Hãy nghĩ là coi, từ nhỏ tới lớn bao nhiêu điều vui, bao nhiêu điều buồn. Cái vui nó ít mà cái buồn thì nó nhiều, cái bất tội nguyện thì nó nhiều hơn là cái tội nguyện. Bởi vì hiện hữu là đau khổ, sự thật là như thế. Dầu cho chúng ta đầy đủ tiện nghi, đầy đủ tiền của, vật chất, quyền thế, nhưng tại sao người đó cũng khổ? Cái người không có tiền, không có quyền thì họ mong có quyền, có tiền thì họ rằng họ hạnh phúc. Thì người có hạnh phúc, cái người đang có tiền có quyền cần có hạnh phúc, phải không ạ? Cũng có cái khổ khác mang tới cho chính họ. Mà có quyền mà sợ mất đi cái quyền, họ phải sợ người ta xóa ngôi xóa quyền, phải chiếm đoạt cái quyền của mình, giật lấy cái quyền của mình. Rồi mà có tiền mà sợ người ta cướp, mà người ta giật mình, hay hoặc người ta làm cho mình mất đi, vân vân. Thì tất cả mọi thứ nó đều là một cái dòng chảy rất là đau thương. Thì
nếu như mình biết được hết vô minh thì thành đạo. Cái câu nói này nghe nó bình thường nhưng nó ý vị lắm. Thì khi nào hết vô minh thì thành đạo. Nhưng làm sao hết vô minh, làm sao có con mắt sáng để nhìn đời, để thấy được cuộc đời. Mà thấy được cuộc đời gì? Cuộc đời tử sinh đó quý vị, cuộc đời tử sinh. Cuộc đời nó bất tội nguyện, cuộc đời nó không như ý muốn của mình. Dạ, đó mới là một vấn đề mà tất cả chúng ta cần phải có một sự nghiệm, cần phải có một sự suy nghĩ. Thật ra, cái dòng sinh tử luân hồi của tất cả chúng ta, cái sự sống của chúng ta hiện nay nó như là một cái, đứng trên cái nhìn của các bậc thánh, nó chỉ một phút chốc thôi. Nó như là một sự thay đổi một cái áo mới cho cái áo cũ của cái thân tàn lụy này. Cái sự hội tụ của chúng ta thấy bao nhiêu năm nay trong cuộc đời chỉ là một tích tắc thôi. Tích tắc. Thì cái một tích tắc đó chính là về sau chúng ta mới thấy được, nó mới nói rằng mới thấy được cái sự đoạn tận, thế nào là sự đoạn tận, luân hồi cái sự tu tập như thế nào để đoạn tận cái chấp hữu thường kiến này và cái ái luyến thường kiến này để đưa chúng ta đau khổ ra sao. Thì qua cái bài học sau chúng ta sẽ được nghe Chư Tăng sẽ giải thích cho quý vị. Và chúng tôi đang chỉ nói đến cái đoạn 70 và 71, nói lên cái sự chấp thủ hiện thân của chính mình đang có và nói lên một cái sự hình thành, cái sự phát triển, cái sự biến đổi của một cái sự thành tựu, cái sự hình thành của một thai bào mới, một chúng sinh kiếp con người mới là như thế. Anh xin có đôi điều trình bày như vậy, nếu có điều chia sẻ trên kính ngưỡng mong sư công đức tăng từ bi quan hỷ và quý ngài thảo luận để cho được tốt đẹp, để chúng được đầy đủ và kính ngưỡng đến toàn thể quý vị là như vậy. Xin kính chúc thời kết thúc giờ thời giảng thuyết đây trước khi nhất lời kính phước lành đức trời để thích thiên đại thiên vương các vị chư thiên hộ trì chánh pháp hướng nguyện công đức như đến tất cả các vị chư thiên, các vị chư thần, các vị chưa lên ký lên ở tại nơi chùa của chúng tôi là chùa Phật Tăng, cũng như tất cả quý vị mong tất cả được an lạc, được ứng hóa trong Phật pháp. Nam mô của thầy á, Nam mô tham ma á, Nam mô sam ca á. Sa thú kính chân thượng tọa tuệ quyết với pháp thoại vừa rồi. Bây giờ tiếp theo thì xin được thỉnh thượng tọa pháp tăng, không biết thượng học tăng nghe được không? Nếu được kính thỉnh
Học tân Quan Hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Xin hỏi thưa học tân già, thưa học tân ở đây chúng ta thấy có dùng cái chữ gọi là gần thấp bát, gần thấp bát mà trong bản dịch là hương ấm, theo bản chữ Hán cũng là hương ấm. Thì đó có thể Quan Hỷ cho biết là tại sao mình không dùng thức tái sanh mà mình dùng chữ hương ấm không? Xin kính thỉnh thưa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Liên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và ở đây thì con nhớ có một lần con đọc ở trong chánh tạng, ở trong bản dịch của Đại Tạng Kinh Việt Nam thì có một cái gặp cái từ này, cái thuật ngữ này gọi là hương ấm, gần thấp bát. Thì theo con thì con có một cái suy nghĩ vậy. Thì có lẽ là từ ở cái bản dịch này rồi sau này các vị theo con nghĩ đó thì cái từ hương ấm mà đối với Phật giáo Bắc truyền từ ở cái từ này mà người ta có thể nói rằng hình thành nên một cái gọi là cái hương ấm, gọi là cái từ hương ấm. Và cái hương ấm nó là giống như là một trong những cái linh hồn, hay là một một cái một trong những cái gọi người ta gọi là cái linh hồn để nó có cái sự vơ vẩn đâu đó, tức là nó lẫn quẩn ở trong đó trong thời lúc mà trong cái thời gian để chờ tái sanh. Vì vậy mà con nghĩ rằng nó có cái việc mà ý niệm mà nó mới gọi là chờ đến một lúc nào đó để tái sanh. Thì trong cái văn hóa Phật giáo cũng như là đặc biệt là trong Phật giáo Việt Nam như là Phật giáo Bắc truyền ấy, thì con thấy rằng là người ta thường là nói đến cái hương ấm, và cái hương ấm nó như là một cái linh hồn mà nó chờ đến một cái lúc nào đó tái sanh. Ví dụ như là quan niệm là 49 ngày hay là 100 ngày chờ cái sự dân gian gọi là chờ sự phán xét của Diêm Vương. Nhưng mà Phật giáo Bắc truyền thì theo con nghĩ nhớ không lầm thì họ quan niệm là cái hương ấm nó là chờ cái tái sanh, nó giống như quan niệm về cái linh hồn. Thì bởi vì cái chữ ganh thá thì con nhớ là đến chữ hương rồi. Dạ. Thì từ ở cái chữ dịch đó thì con nghĩ rằng do vậy đó thì Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta cũng biết nó nhiều cái thời kỳ, nó qua nhiều cái thời kỳ do mỗi các vị chư tổ của Phật giáo Bắc truyền có một cái chủ thuyết khác nhau, quan niệm khác nhau, rồi từ đó mới có cái hương ấm. Thì con gặp ở trong kinh tạng, Đại Tạng Kinh Việt Nam, kinh Bali ấy, thì cũng đã gặp, thì có chua, có phiên âm ra là cái từ ganh thấp bá này, là cái từ hương ấm. Thì để nguyên cái từ đó. Thì chúng ta biết rằng Phật giáo Bắc truyền thì nó cũng có nhiều cái thời kỳ, qua nhiều cái thời kỳ lịch sử khác nhau. Rồi các vị tổ có những cái chủ thuyết và cái quan điểm của mình nó khác nhau. Và trong đó hiểu chung cái từ hương ấm ở đó là một cái, nó giống như là một cái linh hồn hay là một cái thức chờ đến một lúc nào đó để gọi là chờ cái sự tái sanh, tái sanh. Và ở trong Phật giáo, đặc biệt là theo con hiểu ở trong kinh điển Pali, như là ở trong
trong trong trong di diệu pháp thì thức tái sanh ở đây đó thì theo con nghĩ rằng bởi vì trong phần di diệu pháp thì khi chúng ta lâm chung tức là chúng ta chết đó, thì cái tâm tử nó vừa chấm dứt thì lại là tiếp tục là sau đó sát na kế tiếp nữa là sát na tục sinh rồi sát na tái sanh rồi. Thì tùy vào một cái chúng sinh đó tái sanh làm thai sanh hay noãn sanh thấp sanh hay quá sanh, nhưng mà ở đây nói là cái thai sanh á thì cái sự tâm á, thai sanh ở đây đó là nếu mà trong đó thì có cái con người có cái kiếp nhân loại của chúng ta cái cõi nhân loại của chúng ta thì khi mà mình tục sinh thì khi mình tử vừa cái tâm tử vừa chấm dứt tức là tâm tử là cái tâm mà kết thúc cho cái kiếp sống trước đó thì kế tiếp nữa là lại là tục sinh liền sát na sau đó là tục sinh liền. Nếu chúng ta tái sinh thì chúng ta sẽ có mặt ở trong cái một bào thai của chúng sinh, một bào thai của một cái người mẹ mà trong di diệu pháp gọi đó là bát thí sanh tí, bát thí sanh tí có nghĩa là tâm tái sinh đó, tâm 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 tái sinh đó. Thì theo trong di diệu pháp thì tử lúc nào thì sanh lúc đó, có nghĩa là chúng ta tử kiếp trước sanh ra trước, tử thì kiếp sau kiếp sát na sau thì chúng ta lại tục sinh rồi. Nếu mà tục sinh lại làm người thì nó sẽ là một trong những chúng sinh sẽ có mặt liền ở trong cái bào thai, nếu là thai sanh thì có mặt ở trong bào thai, rồi từ đó là thức tái sanh, rồi có những cái sát nghiệp, rồi có những cái xác khác để tạo nên cái thân thể hình hài của thân ngũ uẩn của mình. Thì theo con quan điểm như thế, con hiểu như thế này thì cái chữ hương ấm này á, thì con gặp ở trong kinh điển Pali thì do là hòa thượng là các vị đó dịch đó thì thấy cái chữ đề dịch là cái chữ hương ấm, thì cái hương ấm đó con cũng không biết là nó như thế nào, nhưng mà theo theo con nghĩ đó là một trong những cái thần thức mà người ta quan niệm theo một như vậy đó, chờ một lúc nào đó để rồi tái sanh. Chuyện mà thức tái sanh và theo trong di diệu pháp thì tâm tử vừa kết thúc thì sát na sau đó thì là tâm tục sinh rồi. Tùy theo chúng sinh sanh làm thai sanh, noãn sanh, thấp sanh hay quá sanh đó, mà ở đây khi con nói là thai sanh thì cái thai sanh đó là nó thức tái sanh đó nó sẽ có mặt ở trong cái bào thai, như là thượng tọa Tuệ Quyền đã giảng khi nãy trong kinh Tạng là cái điều kiện của cha tức là chinh tinh cha, cái điều kiện của mẹ tức là cái noãn bào của người phụ nữ và cái thời kỳ mà người phụ nữ có thể mang thai được. Và vì vậy cho nên học những cái yếu tố như vậy, những cái yếu tố khác để hỗ trợ nữa, thì có thức ở trong đó nữa thì sẽ là cái yếu tố để thành tựu cho chúng sanh có mặt ở trong cái bào thai. Thì con xin có một cái đóng góp cái ý kiến của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Có điều thêm. Nam mô Bụt Thầy. Xong cái trường trường tòa tình và chú vị cũng nên nói thêm rằng ở trong giáo lý của Phật Đà, cái giáo lý gọi là môn giáo đó, thì người ta có dùng cái chữ tương tự với trong mặt phải đó, gọi là Gandhava ở trong tiếng phải chúng ta gọi là Gandhava. Gandhava rất là phổ thông, hầu như là nói chuyện người Ấn giáo nào thì họ cũng đề cập đến vấn đề này. Đây là cái trong đạo Phật thì đề cập như là một cái tâm thức khởi đầu một tiếp xúc, một cái tâm thức được chiêu cảm bởi nghiệp dẫn đầu cuộc sống sống, nhưng mà
Khi mà nói đến Gandhapa thì không phải là một chúng sanh, và Gandhapa là một ở trong ba cái yếu tố tạo thành chúng sanh, chưa phải là chúng sanh. Nhưng mà Gandhapa ngày nay được hiểu giống như là Phật giáo chuyện như là cái thân tu bấm. Chúng ta sẽ có dịp chúng ta nói thêm về cái thân tu bấm. Ở đây chúng tôi không muốn đào sâu bởi vì nó sẽ lạc đề. Mà thì tọa Pháp Đăng, thì tọa có ở trước mắt bạn, thì tọa nghe được không? Nếu thì tọa đang nghe được cái tỉnh, thì tọa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Thì Pháp Đăng mở đầu đoạn kinh này thì Đức Phật ngài dạy rằng trong ba cái yếu tố khởi đầu kiếp sống là có cái sự gặp gỡ giao học giữa cha và mẹ, rồi có người mẹ ở trong thời kỳ có thể thụ thai, rồi có thức tái sanh, và vì vậy mới có cái sự khởi đầu kiếp sống. Và sau đó thì Đức Phật ngài cũng diễn tả rằng đời sống được tiếp tục cũng phải có nhiều nhân nhiều duyên và không thể thiếu được. Thí dụ như có căn phải có cảnh, có thức, ba cái nhập lại mới thành xúc được. Thì chúng tôi có thể giải thích tại sao mà sự hình thành và tồn tại với nhiều nhân nhiều duyên ấy, nó là ngã, là nó là không có một cái bản ngã thực 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 hữu. Xin kính thỉnh chúng tôi. Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo. Kính hành lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Thệ Quyền, Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh, vị Đức Phật Tính, vị Tuệ Tri, Sư Vô Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng kính chào như vậy, cô tu nữ Thượng tọa Phật Tử. Thì ở trong cái câu thảo luận số 2 và cũng như là cái sự nêu lên của thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như thế này. Vì thường thường đối với Phật pháp đó thì chúng ta thấy rằng nhiều nhân nhiều duyên như vậy đó, để nói lên cái tính chất chỉ rõ những cái vấn đề có mặt của chúng ta. Bởi thường thường chúng ta thấy rằng một người mà khi hiểu biết được tường tận đó thì mình bỏ được mình bỏ được cái tà kiến và mình sẽ bớt hoài nghi. Bởi thường thường thì Đức Phật ngày dạy kiểu như là ví dụ như mình thấy chia ra nó danh và sắc, cái thân của chúng ta thuộc về sắc pháp, và cái danh là bốn cái danh quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn thuộc về phần danh quẩn. Danh và sắc này nó hợp với nhau đó thì mình nói lên một con người. Như vậy á, thì dù một con người, nhưng mà Đức Phật ngày ngày cũng với thiên nhãn thuần tịnh, với sanh tử trí đó, thì ngày thấy chúng sanh đó có mặt quá sanh hay có mặt trong thai sanh, có mặt trong noãn sanh hay có mặt trong thất sanh, và có cái tâm như tục sinh. Có nghĩa là tâm, một cái loại tâm nào mà chúng ta thường nghe nói là 19 thứ thức đi tục sinh đó, bát thí sanh thí 19 thứ, thì đó là một tổng tâm thẩm tấn bất thiện, thẩm tấn thiện, tám tâm đại quả và chín tâm quả đáo đại. Nhìn chung vào đó, 19 thứ thức tục sinh này á, cho tục sinh trong 31 cõi, và cũng được Đức Phật ngài dạy từng cái chi tiết của cái sự tục sinh đó, và ngài giảng và trình bày đó với cái Phật trí, có nghĩa là với cái sự chứng ngộ của ngài. Nên khi mà nói về vô ngã đó, có nghĩa là không có một thượng đế thần linh tạo nên một chúng sanh, mà cũng không phải là nói rằng mình tạo nữa. Mình nói, nếu mình nói mình tạo đó, ví dụ mình nói rằng mình tạo lên cái cõi Phạm Thiên Sơ Thiền thì cũng không đúng. Mình phải tu tập thiền, tu tập thiền, cái đề mục thiền, như là những cái đề mục hoàn tịnh này cái nọ. Đất nước lửa gió phanh đỏ trắng vàng, rồi mình phải đắc được định nữa kìa, đắc được định thì mới cho cái tâm tục sinh, đó là tâm tâm quả sơ thiền để sanh lên ba cõi sơ thiền. Nhưng mà rồi sanh lên lên cái cõi sơ thiền với cái tâm quả sơ thiền, nhưng mà rồi Đức Phật ngài cũng nói nữa, nó có phạm chúng thiên, rồi phạm phụ thiên, rồi thiểu phạm phụ thiên, phạm chúng thiên và đại phạm thiên. Cũng phân lên là vị vua cõi đại cõi Phạm Thiên, là gọi là đại Phạm Thiên,
Phạm Phụ Thiên là những vị quan lo giúp với cái việc vì Đại Phạm Thiên, thì Phạm Chúng Thiên là những người dân cõi Phạm Thiên. Và cái sự hình thành của Đại Phạm Thiên Thiểu, Đại Phạm Thiên hay là Phạm Chúng Thiên hay là Phạm Phụ Thiên đó, đều là do cái tâm định, là do tính tấn niệm định tuệ mạnh, hay là do dục cần tâm thẩm mạnh yếu. Thì chúng ta biết rằng dục thần túc, cần thần túc, tâm thần túc hay thẩm thần túc, hay là mình gọi là tầm tứ hỷ lạc xả định đó, mạnh yếu, năm cái chi thiền đó đó quý vị. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật này nói về một cái người, nếu mình nói rằng bốn thần túc, người đó đầy đủ dục cần tâm thẩm đều mạnh hết. Để chia ra nó cũng giống như chúng ta thấy thầy giáo mà nó học trò học toán giỏi vậy đó, giỏi cái bậc bậc nào, giỏi bậc một là điểm cao nhất, giỏi bậc hai đó thì kém hơn bậc một chút xíu, giỏi bậc ba là kém hơn bậc hai chút xíu. Thì Đức Phật ngày với thiên nhãn thường tỉnh đó, thì ngài cũng thấy được cái sự tu tập định của cái người tu thiền, mà họ đạt được cái thiền định đó. Khi đạt được thiền định đó, do họ có năm cái thiền chi mạnh, hay là năm cái quyền mạnh, hay là năm bốn cái thần túc mạnh, nên họ sanh làm Đại Phạm Thiên, rồi cái người kia là Phạm Phụ Thiên, người kia là Phạm Chúng Thiên. Thì cái tuổi thọ nó cũng khác, quá khác, là Đại Phạm Thiên sống bằng một kiếp trái đất, Phạm Phụ Thiên sống bằng nửa kiếp trái đất, Phạm Chúng Thiên sống bằng một phần ba kiếp trái đất. Nó cũng có khác biệt nhau, và cái sự khác biệt nhau đó, Đức Phật nói do cái năng lực năm quyền, tính tấn niệm định tệ quyền mạnh. Còn cái người yếu hơn chút xíu, và cái người kia yếu hơn chút xíu nữa. Và Đức Phật ngài nói rằng cái sự vô ngã đó là nhiều cái nhân nhiều duyên. Ví dụ mình phải tục sinh làm người tam nhân, rồi mình phải tu đúng cái đề mục thiền, rồi mình phải nỗ lực tu tập mới đạt được cái tâm sơ thiền. Rồi mình giữ cái tâm sơ thiền nó không hoại, thì lúc mình tử thì cái tâm quả sơ thiền, do cái tâm thiện sơ thiền cho ra cái tâm quả đi tái sanh với cái phúc hành sạch giới. Nói thì nói như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái lý vô ngã được Đức Phật ngài nói đó, là ngài nói rằng không có tôi ta, mà có những cái nhân duyên, có những cái điều kiện. Ví dụ như không có nói tôi sẽ sanh làm Phạm Thiên, mà phải có là người tục sinh tam nhân, là người phải nỗ lực tu thiền, rồi phải đạt được cái tâm thiền, phải giữ cho thiền không hoại, rồi cái tâm quả, từ cái tâm thiện nó có cái tâm quả đi tái sanh, tâm quả sơ thiền thì tái sanh như ba cõi sơ thiền, rồi do mạnh thì làm Đại Phạm Thiên, yếu chút thiếu thì làm Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, rồi yếu chút nữa là làm Phạm Chúng Thiên. Như vậy là không có phải là bị Đại Phạm Thiên đẻ ra Phạm Chúng Thiên, hay là bị Đại Phạm Thiên đẻ ra vị Phạm Phụ Thiên để làm lo giúp công việc cho mình, mà do cái năng lực định của cái tâm quả sơ thiền nó có sự sai khác của năm quyền, hay là năm lực, hay là bốn như ý túc, mà nó có sự khác biệt như vậy thôi. Thì rõ ràng nếu mà chúng ta thấy Đức Phật ngài phân biệt đó, ngài nói rằng các pháp nó hiện hữu, nó đầy đủ những cái pháp nó hiện hữu như thế nào để làm Đại Phạm Thiên, rồi làm Phạm Phụ Thiên, làm Phạm Chúng Thiên. Thì nó đầy đủ như thế nào? Thì đầy đủ là người tam nhân phải tu thiền, phải năm quyền, năm lực mạnh, bốn thần túc mạnh mới được làm Đại Phạm Thiên. Còn yếu chút là Phạm Phụ Thiên, yếu chút xíu nữa là Phạm Chúng Thiên, là dân của cõi Phạm Thiên. Như vậy thì chúng ta cũng thấy giống như bây giờ nói bằng cái trình độ của những tổng thống vậy đó. Phải đầy đủ nhiều cái điều kiện, rồi phải được người ta bầu lên cái phiếu bầu cao hơn cái người kia mới được làm tổng thống. Thì nó cũng vậy, nó cũng nhiều nhân duyên, chứ đừng nói rằng do mình muốn là được, nó không phải vậy. Nó có nhiều điều kiện, chứ nó không phải là mình muốn mà được. Thì cái lý vô ngã mà được Đức Phật ngài nói lên đó là do cái, bởi bình thường mình hiểu cái lý vô ngã nó ở cái góc độ là nó có các pháp, chứ nó không có mình muốn mà được. Có các pháp nó có hiện hữu, nên khi mình hiểu được cái vô ngã là mình nói rằng không có phải tôi ta, mà do các pháp thiện để được sanh về cõi vui.
không phải do tôi ta mà các pháp ác đưa vào tới khổ, và không phải có một người nào đó mà do chúng ta. Do chúng ta thì Đức Phật này cũng nói, cũng có nói đến cái hữu trợ, thân trợ, khẩu trợ, ý trợ, và những cái tâm vô trợ, ngài cũng nói lên như vậy. Thì ngài nói như vậy thì chúng ta thấy rằng nhé, mình nói rằng không có tôi ta, có những cái pháp mà tương ứng như vậy đó là hữu trợ, có những cái pháp tương ứng như vậy gọi là vô trợ. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài trình bày như vậy đó để mình thấy rằng cái sự nỗ lực của mỗi con người, mình tự phải nỗ lực, tự nỗ lực. Nếu mình nói rằng mình muốn tốt đó, muốn sanh được cõi lành đó, mình phải tự nỗ lực để làm thiện pháp thôi. Rồi cái người mà họ không có nỗ lực đó, họ làm ác pháp đó, họ nỗ lực mà nỗ lực trong ác pháp thì chỉ đưa họ xuống cõi khổ, và cũng không có một người nào mà đưa mình đi lên hay là đưa mình đi xuống, mà chỉ có tâm hướng đến cảnh thôi. Điều này giống như giờ xã hội bây giờ vậy quý vị, người ta thích bài bạc thì ta kiếm bài bạc, thích nhậu nhẹt kiếm nhậu nhẹt, thích chơi bời thì họ kiếm chơi bời vậy. Thì nó cũng do tâm mình hướng đến cái đối tượng đó rồi mình tự tìm cầu thôi. Thì như vậy thì Đức Phật nói vô ngã thì ý nghĩa là có cái pháp nó vận hành theo cái quy trình của nó, không có thượng đế thần linh hay là không có một người nào mà có những cái điều kiện đầy đủ các pháp nó hiện hữu như vậy đó, thì mình gọi là ví dụ như có mắt, có cảnh sắc, có nhãn thức, thì mình gọi là mình tạm gọi là tôi thấy. Nhưng mà thật sự ra Đức Phật nói rằng không có cái tôi trong đó, chỉ có căn cảnh và thức thôi. Mình tạm gọi như vậy để cho biết vậy thôi, nhưng mình biết được cái đó là cái đó không có phải tôi ta, mà đó là các pháp hiện hữu. Chứ còn nhiều người chết đó, thì họ cũng có mắt, cũng có cảnh sắc, nhưng mà họ không có tâm tục sinh đó, thì nhãn thức không có sanh lên được, thì cũng không thể nào nói rằng tôi thấy được, mà chỉ có căn cảnh và thức đó, thì chúng ta gọi là tâm nhãn thức thấy. Chúng ta nói tâm nhãn thức thấy, mà người nào có nhãn căn, có cảnh sắc, có nhãn thức thì người đó cũng thấy màu sắc, giống như như là mình thấy, người nào thấy thì cũng thấy màu sắc, hình tướng, cái tượng đài nó như vậy thì cũng giống vậy thôi. Như vậy á, thì để phá bỏ đi những cái chủ thuyết Bà La Môn, nói rằng Bà La Môn tạo ra được người Bà La Môn, rồi những cái chân cẳng, những cái bụng là những người thương buôn, những người chiên đà la do Phạm Thiên tạo lên. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng nếu mà có mắt, có cảnh sắc nhìn thấy đó, thì dù là người Bà La Môn hay là người Sát Đế Lị, người chiên đà la, người Thủ đà la gì cũng thấy giống nhau thôi. Chứ không phải là người Bà La Môn sẽ thấy khác và cái người chiên đà la sẽ khác. Đức Phật nói như vậy để cho mọi người thấy được cái lý pháp, thấy được sự thật, chứ không có phải là một cái tự ngã nào tạo nên, mà chỉ có những cái điều kiện nhân duyên đầy đủ như vậy đó, thì mình gọi là tôi thấy được cái cảnh sắc đó, mình tạm gọi như vậy, tôi nghe được cái cảnh thanh đó như vậy, nhưng mình biết rằng căn cảnh và thức, nhãn căn cảnh sắc và nhãn thức, nhĩ căn cảnh thanh và nhĩ thức thì nghe như vậy thôi. Bởi vì khi mà mình tu tập đó, mình muốn hiểu được cái chân đế không đó, thì mình cảm nhận được cái thấy và cái nghe, mình biết được cái thấy và cái nghe như vậy đó, thì mình ghi nhận được như vậy thôi. Thì ở trong cái câu hỏi thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa. Sa thú cái chân thượng tọa pháp đẳng. Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được kính trình, Đại Đức Pháp Tính trả lời cho cô thảo luận số 3. Dạ, Đại Đức Pháp Tính, chúng ta nghĩ rằng vợ con tài sản có thể không phải là của mình, nhưng cái thân của mình, tâm của mình phải là của mình. Nhưng mà trong bài kinh ngày hôm nay, chúng ta học với hai đoạn, thì thấy rõ ràng là thân và tâm và vô ngã. Thì nếu mà họ đặt một câu hỏi với Đại Đức Pháp Tính rằng, chúng ta có thể làm chủ được gì đối với thân tâm của mình, thì Đại Đức Pháp Tính trả lời thế nào? Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy.
Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Thầy Quyền, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Qua câu thảo luận Thượng tọa vừa nêu lên, đối với thân và tăng của mình thì mình làm chủ được cái gì, thì thật ra đó, là đối với thân và tâm thì cái tâm của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ điều khiển được, là cái tâm của chúng ta sẽ điều khiển được, quý vị. Có nghĩa là mình cố gắng mình tu tập để mà mình gìn giữ cái tâm của mình. Thành ra trong những cái pháp tu đó, quý vị thấy rằng Đức Phật có dạy cho mình là coi như là hộ trì cái tâm, hoặc là thu thúc lục căn, hoặc là chúng ta thấy rằng là giống như là cái trường hợp mà có một cái vị tỳ kheo khi mà lớn tuổi rồi vào xuất gia thì do thấy học nhiều quá, thành ra cũng như là muốn sờn cái tu tập, thành ra mới đi đến nói với Đức Phật. Thì khi mà nói với Đức Phật thì Đức Phật nói rồi, thôi bây giờ không có học nữa, nhưng mà bây giờ chỉ có một cái pháp tu thôi, là có nghĩa là gìn giữ cái tâm của mình. Hãy mà cái tâm của mình nó khởi lên tham thì biết tham, lúc đó mình đoạn trừ, mình không có cho nó tham. Hãy mà tâm của mình nó sân thì mình biết tâm của mình sân để mà mình đoạn trừ. Thì cái vị tỳ kheo đó nghe lời giáo huấn của Đức Phật và đã trở về trú xứ để mà tu tập, thì cuối cùng đắc được đạo quả A-la-hán. Thì thật sự ra cái pháp môn mà mình tu tập mà mình gìn giữ cái tâm mình đó, là rất là khó, quý vị, rất là khó. Thí dụ như giờ quý vị khó là cái chỗ nào? Thí dụ như quý vị thấy rằng bây giờ là mình kiêng tránh xa sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu gì đó, thì quý vị thấy rằng cái sự kiêng tránh nó dễ, nó dễ, miễn sao là giống như là bây giờ mình giống như là năm cái hàng rào đó, mình đi vòng vòng ở trong thôi, mình đừng có bá vô cái hàng rào nào hết, có nghĩa là không phạm vô cái giới nào hết, thì nó còn dễ giữ hơn. Mà bây giờ mà kêu mình ngồi ở đây mà mình canh giữ cái tâm, không cho nó khởi lên cái tham gì đó, hoặc là không có cho nó khởi lên ghét ai, hoặc là không có cho nó khởi lên cái sự mà suy nghĩ về quá khứ, về tương lai này kia vân vân, thì cái điều đó rất là khó. Cái tâm của mình mà bây giờ đó, mà mình bắt nó là coi như là an trú ở trong đề mục, an trú ở trong đề mục, hơi thở thì nó rất là khó, quý vị đó. Nhưng mà cái vị đó vẫn tu tập được, vẫn tu tập được. Thì ở đây đó, chúng tôi đưa ra cái trường hợp này để nói rằng là cái khó như vậy, thật sự ra mình gìn giữ cái tâm của mình nó rất là khó. Mình không, ở trong Pháp Cú Kinh nói là đi xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, những ai chế ngự tâm thoát khỏi ngục ma tù. Thì quý vị thấy thật sự ra cái tâm của mình á, nhiều khi quý vị biết, chúng tôi phải nói rằng là ở trong đời sống của chúng tôi, thí dụ như là bây giờ chúng tôi nghĩ tới cái mùa lạnh, mai mốt đây tháng 12, qua tháng 12 là cái mùa lạnh nó đến, thì tự nhiên là lúc đó mình liên tưởng đến cái xứ Ấn Độ mà trong cái khoảng thời gian đó mình đã từng đi qua, nhưng mà năm nay nó không có đi qua được. Đó thì bây giờ quý vị thấy rằng mới có tháng 9 mà tự nhiên cái tâm của mình là nó suy nghĩ đến ở bên cái xứ đó, mà trong cái mùa lễ hội đó là tới tháng 9. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái tâm của mình đó, nó đi xa sống một mình, có nghĩa là bây giờ nó muốn suy nghĩ đến đâu là nó suy nghĩ được đến đó hết. Thành ra đó, mình tu tập mà mình hộ trì cái tâm của mình đó, nó rất là khó, nhưng mà vẫn còn hộ trì được. Đó, thì ở trong cái câu hỏi số 3 này đó, mình làm chủ được cái gì đối với thân và tâm của mình, thì cái tâm của mình đó, thì mình sẽ làm chủ được. Còn đối với cái thân này đó thì
Quý vị thấy rằng là rất là khó để mà chúng ta làm chủ được. Nếu mà nói theo ở trong Phật học mà cái thân này nó bị chi phối bởi bởi nghiệp, bởi tâm, bởi vật thực, bởi thời tiết đó. Bây giờ nhiều khi quý vị thấy rằng nói về nghiệp thì cũng giống như ở trong thời nay. Thời nay quý vị thấy không, quý vị biết rằng cách đây khoảng chừng là một tháng, gần chùa chúng tôi là có một cái xóm đó là coi như là bị cách ly. Bị cách ly có nghĩa là nguyên cái xóm nó bị phong tỏa, người ta kéo cái barrier, người ta chặn đầu xóm, cuối xóm, rồi ở bên hông, rồi ở bên bìa, nói chung là đông tây nam bắc của cái xóm nó đều chặn hết. Thì lúc đó chúng tôi ngồi, chúng tôi nghĩ ở trong chùa đó, không lẽ bây giờ mình xin là lên những chùa ở trên núi để mà mình ở, chứ bây giờ cái dịch bệnh nó xảy ra mà ở sát bên chùa mình đó, thì mình cảm thấy rất là nguy hiểm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì quý vị thấy rằng mình đọc ở trong Pháp Cú Kinh thì thấy rằng là không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được cái quả ác nghiệp của quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng mình lên núi mình ở, rồi lỡ mà thí dụ như là ai đó người ta đi hành hương, đi thập tự, hoặc là ai đó người ta lên đó người ta giao dịch, người ta hái cây hái trái trao đổi đồ vật đồ này kia, rồi lỡ mà người ta bị nhiễm Covid thì nó cũng lây. Thành ra có nghĩa là mình ráng mình phòng hộ mà mình gìn giữ, mình đừng có đi đến đó thôi. Còn nhiều khi thì quý vị thấy rằng cái nghiệp nó đến là mình chịu cũng được. Quý vị, thành ra đó, nói về cái thân này lúc mà chúng ta cũng phải đeo khẩu trang, chúng ta rửa tay, chúng ta làm nó cũng rất là kỹ quý vị. Nhưng mà ở đâu đó nó đến mà con thôi, nó gìn giữ thì gìn giữ nhưng mà nó ảnh hưởng cái nghiệp rất là nhiều. Cũng như quý vị thấy rằng thật sự ra đó, cái người dân ở ngay chỗ cái xứ của chúng tôi ở đó, họ đâu có đi đâu, họ buôn bán đầu tắt mặt tối, họ buôn bán suốt ngày suốt đêm ở ngay cái chợ đó đó. Nhưng mà ở trong chợ đó có một cái căn nhà của một cái vị bác sĩ, một cái vị bác sĩ đó thực tập làm việc ở ngoài Đà Nẵng. Rồi sau khi mà làm việc hai bác sĩ chạy cho họ buôn bán rất là cực, coi như là buôn bán là coi như rất là khổ, mà chỉ ở một nơi buôn bán thôi. Nhưng mà cái gia đình từ Đà Nẵng trở về bệnh qua người bên ở đâu có những cái tiệm cơm, những cái tiệm phải lo cơm, chúng tôi ăn cơm chùa chứ ăn cơm tiệm là chắc cũng đi ở trong cái đợt đó rồi, đi giãn cách, đi cách ly rồi quý vị. Thành ra đó chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái thân này đó, có nhiều khi mình cũng gìn giữ lắm quý vị, nhưng mà nó không được, mà có khi nó phát sanh một cái điều gì đó và do nghiệp, rồi có khi là do cái tâm của mình quý vị, cái tâm của mình nó tối những cái phiền não gì đó thì nó cũng ảnh hưởng đến cái thân của mình. Hoặc là mình không bị do nghiệp, do cái tâm của mình thì nó cũng bị về thời tiết. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái thời nay đó, chúng tôi càng ngày thì chúng tôi mới nhận ra, chúng tôi thấy rằng thí dụ như thân mẫu của chúng tôi mà bệnh đi là mình biết rồi, tại vì hổm rài đó là từ cái nóng quá mà nó chuyển qua cái mưa là coi như là bà sẽ qua, bà nói là bà đau nhất ở trong người, nó sưng ở trong người đó. Thành ra đó mình thấy rằng là đâu có đi đâu, mình đâu có đi đâu, hoặc là mình đâu có làm cái gì mà cũng như là nó ảnh hưởng tới cái thân đâu. Nhưng mà do thời tiết nó báo hiệu, thời tiết nó thay đổi là cái thân mình không có gìn giữ được. Rồi có nhiều khi quý vị thấy rằng do cái thức ăn, cũng như quý vị thấy vừa rồi ở Việt Nam xảy ra cái pate minh chay đó, thì quý vị thấy rằng tự nhiên tới tháng 7 là kéo nhau vô ăn chay, rồi cuối cùng bị trúng độc, rồi kéo nhau vào ở trong bệnh viện ở hết đó. Thành ra đối với cái thân này đó, thật sự ra
chúng ta nhiều lúc chúng ta cũng cố gắng chúng ta gìn giữ, nhưng mà nó bị nhiều cái điều kiện ở trong một cái môi trường, từ ở trong đời sống tâm linh cho đến đời sống thường ở xã hội, nó chi phối. Mình cũng cố gắng mình gìn giữ, nhưng mà đến lúc nó bị chi phối như vậy rồi mình cũng phải chịu. Cũng như cái trận dịch này thì quý vị thấy rằng mình đã hết sức cố gắng, nhưng mà cuối cùng cũng bị dịch bệnh nó tàn phá, thì làm sao mà mình nói mình giữ được cái thân này. Còn đối với cái tâm của chúng ta đó, thì bệnh dịch nó cũng vẫn đến, nhưng mà chúng ta cũng vẫn gìn giữ được, có nghĩa là chúng ta tu tập được. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng là đối với cái nạn dịch này nó đến với mình đó, thì mình cũng phải chịu thôi. Nhưng mà lúc đó mình làm sao tâm của mình vẫn được an trú ở trong thiện pháp, dù cho cái thân có bệnh, hoặc là dù cho cái sự việc nó có ập đến như thế nào đó, thì mình vẫn giữ cái tâm của mình. Mình biết rằng là do nghiệp của chúng sanh không thoát khỏi những cái trận này, những cái trận dịch bệnh này, thì do vậy á, mà mình đừng có khởi lên cái sự sân hận, hoặc là cái sự tham đắm liếng tiếc vân vân. Thì ở trong đây á, thì cái tâm mà mình gìn giữ được là với những cái ý nghĩa như vậy. Vậy thì ở trong câu thảo luận số 3 này đó, thì chúng tôi muốn nói rằng là đối với chúng ta thân và tâm, thì chúng ta sẽ gìn giữ được cái tâm của mình. Mình sẽ phòng hộ, mình sẽ hộ trì, hoặc là giống như một người mà người ta canh phòng, không để cho trộm cắp đột nhập vào cái nơi mà mình canh phòng. Thì cũng vậy, đối với cái tâm của mình gìn giữ được là như thế nào? Có nghĩa là mình gìn giữ được dù ở cái hoàn cảnh nào đó, mình không để tham nó len lỏi vào, hoặc là sân nó len lỏi vào, hoặc là si mê, hoặc là ngã mạn, tà kiến, vân vân, là mình gìn giữ được là với những cái ý nghĩa như vậy. Đây là những cái ý con xin đóng góp vào câu thảo luận số 3 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Sa thủ cái truyền để được không tính. Thượng Tọa Tề Quyền có mặt ở trước mang máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tề Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ và trả lời cho câu thảo luận số 4. Thưa Thầy Sư Quyền, có một điểm mà chúng ta thường thấy ở trong kinh đó, là cái sự gắn liền giữa cái vô thường và vô ngã. Đó là quán vô ngã trong vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ, và cái gì vô thường khổ cái đó là vô ngã. Thì tôi có thể giải thích là tại sao vô ngã nó lại gắn liền với vô thường không? Ở đây khi mà tùy theo sát tí chấp kiến về một cái thức trường cửu, thì Đức Phật giải thích thức là vô thường, và cái vô thường nó lại là nó lên tính cách vô ngã. Kính thưa Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nhà đó, dạ một Phật chúng con kính lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý thượng nữ cùng chư Phật tử. Và đây là một điều mà chắc chắn nó là như thế. Bởi vì con người thường chấp ngã, cho nên ông ấp bảo dưỡng nó. Nhưng cuộc đời nó là vô thường. Mà cái gì nó vô thường, tại sao chúng ta nói nó khổ đau? Bởi vì một chuyện đơn giản, cái gì chúng ta thân thương triều mến, cái gì chúng ta yêu quý, cái gì chúng ta vừa lòng, chắc chắn rằng nó sẽ trôi xa tầm tới của mình. Và chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ không bao giờ. Và chính vì cái sự vô thường, cái sự biến chuyển đó, nó trôi xa tầm tay với, thì tất cả chúng ta sẽ buồn. Mà chúng ta cho rằng đó là thân của ta, tài sản của ta, con của ta, sự nghiệp của ta, vân vân, tất cả mọi thứ, sự sống này của ta, vân vân. Nhưng rồi chúng ta phải bệnh, rồi chúng ta phải chết. Thì cái gì mà chúng ta cho nó là cầm chắc được đấy. Cho nên Đức Phật thì dạy Sabbe Sankhara Anicca, các pháp hành là vô thường. Sabbe Sankhara Dukkha, Sabbe Dhamma Anatta, cho nên tất cả các pháp nó vô ngã. Tất cả những gì mà chúng ta cho nó là đúng, cho nó là sai, cho nó là hay, cho nó là tốt, cho nó là đẹp, cái này của tôi, cái kia của tôi, vân vân, tất cả mọi thứ, đó là một cái giả định mà chúng ta luôn luôn
không chấp nhận nó, luôn luôn trốn tránh chạy, chạy trốn nó, cũng như tránh đi cái sự già, tránh đi cái sự bệnh, tránh đi cái sự chết. Chúng ta không muốn chúng ta bệnh, chúng ta không muốn chúng ta già, chúng ta không muốn chúng ta chết. Nhưng cái bệnh già chết đó nó vẫn đi theo ta. Tất cả chúng ta hiểu mang tính vật lý, hơi thở này đi ra có nghĩa chúng ta đã xa sự sống và gần kề cái chết. Điều đó đúng không? Đúng. Nhưng chúng ta có nghĩ rằng chỉ có hơi thở mà sẽ tự nhiên đó, chúng ta cho rằng nó lại là chết. Nhưng quả thật có kiếp con người nó như thế đó. Bởi vì tuổi thọ của con người nó có hạn độ lượng, thời gian thì nó vô tận và thời gian thì nó qua đi qua. Mà kiếp sống của con người thì nó là như thế, không có mở chợ cũng chẳng dấn không bữa nào. Cuộc đời này, sự đời này, các pháp hành này nó cũng vẫn diễn tiến như vậy. Chúng ta có mặt hay không có mặt trong cuộc đời, cho nên đừng bao giờ mà tự tin, đừng bao giờ mà nghĩ rằng chỉ có ta làm nên tất cả, chỉ có đôi ta thì chỉ có đôi tay của ta nó sẽ là tất cả, chưa chắc đâu. Đó, chúng ta thấy, chúng ta cho rằng là không có gì bằng khoa học. Khoa học sẽ chống đỡ tất cả, khoa học sẽ che chở tất cả, khoa học sẽ làm cho tất cả được yên ổn. Nhưng chỉ có một cái con Covid vô hình này, vô hình vô tướng này, nó chao đảo từ một cái thượng tầng mạnh mẽ nhất, những cái cường quốc cho tới những cái tiểu quốc nhỏ nhỏ nhỏ. Quý Phật tử Hoa Kỳ ghi nhận chờ đợi trong giây lát đó. Thượng tọa Tư Quyền hôm nay cũng đã được truyền biểu trục trặc kỹ thuật nên vấn đề chúng tôi xin được tiếp lời của Thượng tọa Tư Quyền. Dạ, thưa Thượng tọa Tư Quyền, vào được kính thưa Thượng tọa Tư Quyền Hoa Kỳ cầm mic rồi. Dạ, thưa quý vị, nghe lại chưa? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói lại không ạ? Dạ, sao không hiểu là dạo này nó rất bất tử lắm. Dạ, nó té bất tử. Dạ, quý vị nghe rõ không? Dạ, xin hỏi có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ, cảm ơn cô Nguyễn Xuân. Dạ, cảm ơn cô. Thì có thể nói rằng là bởi vì chúng ta không quyết được, chúng ta không chọn được, chúng ta không lựa được, chúng ta cứ giới bước đó. Mà trong cái bài kinh về quán về vô thường của não vô ngã đó quý vị, là Nagamathamo Nigamasathamo Nichabhya Ekvala Sathamo Sapasalo Kasasadeva Kasasathamo Visuthaya, tức là các pháp vô thường, các pháp khổ, các pháp vô thường, các pháp khổ não, các pháp vô ngã, không là chúng ta không có thể chọn lựa được, dầu cho là ma giới, dầu cho là phạm thiên giới, tất cả mọi thứ nó không riêng cho một ai. Cho nên để cho rằng là chúng ta hay à, chúng ta giỏi à, chúng ta có quyền quy tất cả, hoàn toàn không có điều đó. Trong cuộc đời này, khi chúng ta hiểu được, biết được, nắm bắt được cái tam tướng, cái sự vô thường, đây là một chất liệu sống. Đây là không có một cái trường nào mà dạy cho chúng ta, mà chính là Pháp Phật dạy cho chúng ta. Có đôi khi chúng ta mất mát đến đau thương, đau khổ.
Thưa vị, chư vị giảng sư thường không biết là có nên dùng cái chữ này không, là có khi được tổ đãi, khi bị tổ trách, nói vị nghe cũng quan cho chư tổ, nhưng mà thật ra nhiều lúc bị tổ trách và rung giảng mà cứ đụng gặp phải lúc việc đấy không ổn định. Chúng tôi xin được thay lời của thượng tọa Tuệ Quyền để nói ra bài ý nghĩa về điểm này. Như chúng ta biết rằng vô thường là cái gì mà chúng ta có thể thấy bằng mắt và chúng ta có thể nhận thức rất là rõ. Như bây giờ tóc mình đen, cách đây 5 năm bây giờ tóc mình nó bạc đi và mình thấy nó rất là rõ ràng. Hay hoặc giả là bình hoa mình chiên lên, tuần trước nó tươi, tuần này nó héo úa đi, thì cái vô thường sẽ thấy được. Nhưng mà vô ngã đó thì nó lại là cái gì tương đối trừu tượng. Chúng ta cần có một quá trình, cần có một so sánh giữa hai điểm, điểm sanh và điểm diệt. Và ở trong cái nhận định chung đó, thì chúng ta mới có thể đưa đến kết luận là quả thật là mình có làm chủ được nó hay là mình không làm chủ được nó. Chúng ta có thể tạm nói như vậy là vô thường là một cái hiện tướng được bộc lộ rõ bên ngoài. Vô ngã là cái gì mà chúng ta nhận thức, và cái nhận thức đó nó trừu tượng, nó vô hình, đằng sau bên trong đó. Và đối với Phật Pháp đó, thì sự vô thường cho chúng ta một cái nhìn khách quan. Bởi vì không ai trong chúng ta mà muốn cái điện thoại tốt nhất của mình nó bị vỡ đi. Không ai trong chúng ta muốn căn nhà mà mình đang sống như California rất đẹp mà nó bị cháy rồi. Không ai trong chúng ta muốn mà thấy được cái hình hài của mình nó tiêu chuẩn đi. Tuần vừa rồi thưa quý vị, chúng tôi có đi tụng kinh cho một người mà người đó khi mà còn sống cách đây 10 năm được nổi tiếng là một á hậu phu nhân, tức là một người phụ nữ có gia đình và tốt đẹp, được chiếc á hậu. Nhưng mà rồi sau một cái chứng bệnh ung thư, thì thưa quý vị, nhìn cái hình hài nằm ở trên giường thì quả thật lúc chúng ta thấy rằng cái hình ở trên bàn thờ sau đó làm đám tang để trên nó rất là khác biệt với cái hình ảnh nằm ở trên giường, thân thể tàn tạ. Dạ, thì cái đó là vô thường. Ở trong vô thường chúng ta sẽ hiểu được lý vô ngã, bởi vì rõ ràng là chúng ta đâu có muốn già mà chúng ta muốn trẻ mãi, chúng ta đâu muốn bệnh mà chúng ta muốn bình an hoài, chúng ta đâu có muốn chết mà chúng ta không thể tránh được cái chết. Thì giữa điểm này và điểm kia đó, nó tạo cho chúng ta một cái ấn tượng về sự vô thường. Và trong cái ấn tượng về sự vô thường đó, chúng ta nhận thức được cái lý vô ngã. Rất, rất nhiều đoạn kinh ở trong Tam Tạng kinh điển có câu là thấy vô ngã trong vô thường. Dạ, thấy vô ngã trong vô thường. Ở trong bài học này thì Đức Phật Ngài cho chúng ta một hình ảnh về đời sống khởi sự từ một cái thai bào, chúng ta gọi là một cái phôi thai, một cái embryo, một cái phôi thai rất nhỏ bé bước đầu của đời sống. Ngay cả cái sự khởi nguyên của đời sống ở bước bắt đầu đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng nó phải có đủ ba cái thành tố được kết hợp, đó là tinh cha huyết mẹ, tức là tinh trùng của cha, noãn châu của mẹ. Người mẹ ở trong thời kỳ sẽ thụ thai được và có cái thức tái sanh. Nếu tinh cha huyết mẹ không gặp nhau và người mẹ không thể ở thụ thai và không có cái danh thắp á, và ở đây chúng ta dùng chữ hương ẩm là thức tái sanh, thì ngay cái khởi điểm nhỏ bé đó, ngay cái khởi điểm mà dường như là rất là mong manh đó,
thì nó đã đòi hỏi nhiều yếu tố để mà kết thành. Và Đức Phật ngài cố ý, ngài không có nói, ngài không nói là khởi đầu cuộc sống phải có tinh cha quyết mẹ, phải có đúng thời kỳ, rồi phải có thức tái sanh, ngài không nói như vậy. Mà ngài nói rằng nếu mà cha mẹ không có ăn ở với nhau, rồi nếu mà mẹ không ở thời kỳ thụ thai, nếu mà không thức tái sanh, ngài đưa đơn cử ra từng từng phần một cho thấy rằng nếu thiếu những cái thành tố để mà kết hợp lẫn nhau thì cuộc sống không thể bắt đầu. Thì như vậy, ngay cả cái điểm mà khởi phát, một điểm phát xuất đầu tiên đã đòi hỏi nhiều yếu tố rồi. Giống như là mình khởi sự thành lập một công ty, mà trong công ty nó có nhiều phần hùng, thì nếu có người nào đó ra bên ngoài vỗ ngực nói rằng công ty là của tôi thì không được. Tại vì sao vậy? Nếu là của anh phải làm chủ hết này, anh có phần hùng. Có phần hùng có nghĩa là anh muốn quyết định đó, thì anh phải coi cái cổ phần anh bao nhiêu phần trăm. Và anh muốn quyết định đó là anh coi những người kia có đồng ý hay không. Nếu người kia không đồng ý thì làm sao mà anh gọi là của anh hoàn toàn được. Nếu của anh muốn đi quẹo trái thì họ theo quẹo trái, quẹo phải thì quẹo phải. Không, ở đây anh phải sống với một cái thực tế, đó là những gì mà anh quyết định đó nó phải là một cái quyết định của tập thể. Và khi gọi là quyết định của tập thể thì cái ý muốn cá nhân đó nó chỉ một cách tương đối thôi. Anh có thể góp lời, anh có thể đóng biểu quyết, nhưng mà anh không phải là tất cả, tại vì đó là một quyết định tập thể. Thì cuộc sống là một tập hợp. Cái sự tập hợp này đó, nó là ý nghĩa chữ Sankhara, gọi là pháp hữu vi. Sự tập hợp này cho chúng ta thấy rằng một buổi sáng mà mình thức dậy để nghe pháp ở trong podcast bình yên, nó có nhiều yếu tố kết hợp lắm. Ngày hôm đó sức khỏe chúng ta phải tốt, rồi ở trong rung sinh hoạt bình thường đường truyền phải tốt. Ví dụ như thượng tọa Tuệ Viên hôm nay vào trong podcast sinh hoạt mà đường truyền trục trặc, mặc dù có podcast đó, rồi có chư tăng của Phật tử đó, mà tọa sinh hoạt cũng không được. Tại vì sao vậy? Tại vì đường truyền nó không tốt. Khi mà chúng ta có thể ngồi cùng nhau để thảo luận, để nghe pháp, thì thưa quý vị, đòi hỏi rất là nhiều thứ. Và khi mà chúng ta hiểu nhiều điều kiện, chúng ta nhiều nhiều thành tố kết hợp lại đó, thì chúng ta sẽ hiểu tại sao Đức Phật ngài dạy rằng sự hiện hữu của Sankhara là pháp hữu vi. Hữu vi tức là pháp được kết cấu, pháp được tập hợp. Ở trong tiếng Anh gọi là concocted. Concocted là cái gì đó mà nó kết cấu bởi nhiều yếu tố, nó bởi nhiều cái nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều thứ. Và nói tóm lại đó là nếu mà mình lập một công ty thì đó là một công ty có nhiều phần hùng. Nếu mà mình sống ở trên đời mà con người mình tự thị tôi là nhất, tôi có tài, tôi làm tất cả, thì thật ra chúng ta chưa hiểu cuộc đời đâu. Như bây giờ mình sống ở tại Mỹ mà mình làm có được một chút tiền, mình nói là mình có thể quyết định tất cả. Không phải. Chúng ta thấy rằng ở California, Oregon, Washington có rất nhiều người giàu có lắm, nhưng mà rồi khi mà hỏa hoạn lửa cháy thì bất lực. Có những người mà chạy không kịp mà. Và khi mà nó lửa cháy đó thì người ta nói tại con người, nhưng mà các nhà khoa học thì họ nói rằng một phần là do cái sự biến đổi của thời tiết. Thời tiết làm cho cái nóng nóng nhiều hơn, bão thì mạnh hơn. Và cái thời tiết đó một phần cũng do con người, mà do nhiều yếu tố khác. Nói chung là nếu chúng ta hiểu hiểu rõ, hiểu sâu, hiểu xa, thì chúng ta sẽ khiêm tốn hơn trong cuộc sống. Và chúng ta không quá bực bội về nghĩ rằng tại sao nó không như ý một mình, tại sao nó như thế này, tại sao thế kia. Tại vì thưa quý vị, cuộc đời nó tóm lại là nó là một phần hùng. Tất cả chỉ là một sự hùng hạp. Và trong sự hùng hạp đó thì không phải cái gì nó theo ý mình hết. Nên cái gì mà vô ngã thì luôn luôn nó đi với vô thường, và cái gì vô thường luôn luôn đi với vô ngã. Và hiểu được giáo lý vô thường vô ngã thì chúng ta nhìn cuộc sống khiêm tốn hơn, bớt cực đoan hơn, bớt đòi hỏi hơn, bớt chủ quan hơn. Và chúng ta sẽ thấm thía câu dạy của Đức Phật:
ai sống 100 năm thấy được pháp sanh diệt thì không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Thật ra nếu trong một ngày hay trong một khoảnh khắc mà chúng ta thấy được pháp sanh diệt thì thưa quý vị, hơn sống 100 năm mà không thấy được điều đó. Câu Phật ngôn nó không đơn giản thôi, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm và lãnh hội. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào trong để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư. Sa thú làm thay, con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng từ bi, đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong cuộc đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốp đã hiểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiền thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư. Và con xin quý cô mở kinh tụng. Con cảm ơn quý cô. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường kiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vị nhân Sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa bhuta lupa vena soti hon tu nirontarang ho tu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa dhamma lupa vena soti hon tu nirontarang ho tu sapang sumang kalang kakan tu sapa devata sapa sangha lupa vena soti hon tu nirontarang sarang miền công đức đã làm kết duyên lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân dân. Thank you.
Thank you.